Quỳnh Hương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Các bạn thân mến, tình yêu ở thời đại nào cũng đều rất đáng quý. Thế nhưng yêu và thể hiện tình yêu ở mỗi thời đại lại khác nhau. Khi xưa, nam nữ chỉ cần liếc mắt hoặc vai nhau thì đã là gần gũi lắm rồi. Đừng nói đến chuyện hôn nhau, đó là một điều cấm kỵ. Nếu đi xa hơn, cả nam cả nữ sẽ bị quy tội hủ hóa. Nếu bị bắt tại trận hay bị tố giác, đồng nghĩa với việc thân bại danh liệt, hết đường thi đua về sau. Không hiếm những người bị kiểm điểm trước cơ quan, bị khai trừ khỏi các tổ chức đoàn thể và coi như vết như cuộc đời, phải bỏ quê hương, đi biệt xứ. Và câu chuyện Quỳnh Hương kể thuộc thể loại chuyện xưa kể lại sẽ đem đến một góc nhìn vừa quen vừa lạ về tình yêu, cuộc sống hôn nhân và gia đình những năm 70-80 của thế kỷ trước. Thời đó khó khăn nhưng cũng không thiếu những nguồn vui và những tình người ấm áp mà các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ngắn chúng ta hãy cùng nhau chậm rãi tận hưởng những con chữ để thêm yêu, thêm thấu hiểu những con người của một thời đã xa quý vị nhé. Và để hiểu rõ hơn về những con người trong câu chuyện, Quỳnh Hương hy vọng chúng ta sẽ nghe toàn bộ câu chuyện để có cái nhìn tổng thể và đánh giá đúng nhất về câu chuyện ngắn của Quỳnh Hương. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ Quỳnh Hương trong suốt thời gian qua. Và ngay sau đây, chuyện ngắn xin được phép bắt đầu. Những ngày này, Ngày nào Mai cũng bị gọi lên văn phòng công đoàn Ngồi nghe những cuộc chất vấn na ná như hỏi cung Ai là chủ nhân của cái thai cô đang mang trong bụng Mai chỉ biết im lặng Vì ông ấy có dặn đi dặn lại bảo rằng Mai dự kiến chuyện này Trước những lời chất vấn từ nhẹ nhàng đến dọa nạt Cuối cùng Mai vẫn cúi gầm mặt xuống Cô chấp nhận hai tiếng Chửa hoang Mai, một cô gái hiền lành nhút nhát Lần đầu tiên cô dám liều mình theo mấy đứa bạn trốn nhà thoát ly, đi làm công nhân để mong đổi đời. Cô làm việc ở nhà máy giấy, nơi đây có biết bao nhiêu là công nhân. Thế nhưng ngày đó, để được nhận vào làm chính thức thì khó khăn lắm. Hai chữ biên chế người nhà nước cứ như một bức tường khó vượt qua. Cô lên đây lập nghiệp, người chống lưng không có, nhưng được cái là con gái kinh bắc, nên mai đẹp lắm, giọng hát của cô trong trẻo và mềm mại. Cả tổ sản xuất anh nào cũng thích mai. Gái 18 đôi mươi, xinh xắn như bông hoa sớm. Ngày nào, mai cũng tết tóc hai bên, mái tóc dày và mượt của cô, khiến bao chàng trai mê đắm. Cứ chiều chiều, cầm chậu nước ra giếng, khu tập thể, là y như rằng hàng tá các chàng trai theo sau múc nước cho cô. Các chị có chồng rồi, cứ chiều mai mãi. Em nào mà muốn đến tán em mai, nhớ đáp lễ chị em phòng chúng tôi một cân chè Thái Nguyên đấy nhá. Nhất trí các chị... Mày biết mình xin sắn Lại tháo vắt công việc ở xưởng Nên cô cũng làm cao lắm Cô cũng có tiêu chuẩn của mình chứ Người yêu của cô sau này Ít nhất cũng phải người nhà nước Cỡ trưởng phòng thì tốt nhất Thời điểm cuối năm nay Tổ sản xuất hăng hái làm việc Chuẩn bị cho chuyến hàng Tết Tổ nào cũng thi đua tăng ca Thấy bảo năm nay tổ nào về nhất Được nhà máy thưởng lớn Lại còn được xét vào biên chế Các tổ cứ kháo nhau như vậy Mày nghe mà nóng lòng quá Cô lên đây cũng được mấy tháng rồi, may mắn đợt này có chỉ tiêu biên chế, cô cũng quyết phải có được một suất, nhưng cơ chế ngặt nghèo lắm, thấy bảo phải có nhiều thành tích thi đua. Đợt này, ai cũng tranh thủ tăng ca để kiếm thêm ít tiền. Phòng bổ mai có chị Mến làm cùng, xin làm đến thận chiều 29 Tết, cả phòng còn mỗi hai chị em. Cả ngày 30 Tết, sau khi đi làm ca về, hai chị em cũng mua hai cái bánh trưng gọi là có chút hương vị ăn xong chị mến kêu mệt đi nằm sớm lúc chị thay áo mai thấy trên lưng chị toàn vẹt tím ngang lưng chị mến này lưng chị bị sao vậy chị mến luống cuống mặc áo vào à chị bị ngã đấy mười hôm trước về trên nhà không cẩn thận bị ngã ngã sao lại vẹt dài như bị đánh ấy chị vết này lằn lên vết kia chị ạ à? có chuyện gì sao chị chị mến rơm rớm nước mắt anh nhà chị đánh chị đấy. Hắn ta ghen tuông dữ lắm. Không muốn chị đi làm công nhân nữa. Muốn chị về trên nhà cơ. Sao lại ghen với chị? Ừm, tại chị em ạ. À. Giọng đời nghiệt ngã, khiến chị vướng một vòng lẩn quẩn. Tối đó, mai nằm cạnh chị Mến. Chị Mến là tổ trưởng chỗ cô. Năm nay cũng ngoài 35 tuổi rồi. Đợt này, chắc xin nghỉ sớm vì sức khỏe yếu. Cũng không rõ nguyên nhân. Nhưng chị đẹp người đẹp nét lắm gái cao bằng da cứ trắng bóc chị tâm sự với mai hết mọi chuyện chị định làm nốt đợt này rồi về quê thôi mai này đợt tối nhà máy có chỉ tiêu biên chế đấy em có định xin vào đợt này không mai nghe chị nói vậy liền bật dậy hỏi em có chứ chị nhưng nghe khó lắm phải không à ừ thì tất nhiên là khó rồi bao nhiêu người tranh nhau vài suất tối đó chị mến ngồi mắt cho mai mai mới hiểu ra sự tình sáng ngày hôm sau sáng mùng một tết nhà máy lác đác ít người nhưng vẫn có người trực tết chị mến dẫn mai đến phòng của ông vũ trưởng phòng nhân sự bước vào phòng cán bộ mai run lắm vì lần đầu được gần những người có địa vị cao trong căn phòng nhiều giấy tờ bằng khen mai thấy chú vũ ngồi sau chồng giấy cao ngất ngưởng đòn đả mời chị mến vào chị mến trình bày hoàn cảnh gia đình và có ý định xin thôi việc chú vũ nhìn gật đầu ra chiều thông cảm lắm Mai thì ánh mắt chú Vũ có vẻ luyến lưu chị Mến, dù chị Mến trẻ vậy mà đã lên chức tổ trưởng bao nhiêu năm. Người giỏi nên chú tiếc. Anh Vũ à, lần này em xin nghỉ, nhưng xin được giới thiệu cho anh một nhân sự hết sức có tài anh nhá. Đây là em Mai, tuy còn trẻ thôi nhưng giỏi việc nước, đảm việc nhà lắm. Chú Vũ liếc mắt nhìn Mai, gật đầu có vẻ ưng. Cô này tên Mai đấy à, có phải là cô Mai, con chim sơn ca của tổ sản xuất đúng không? mai cười bẽn lén dạ mọi người trêu em đấy ạ à? đôi má đỏ hồng của người con gái mới lớn làm vũ có phần điêu đứng thời đó con gái sinh má cứ hồng phấn lên cười duyên giọng nói thì nhẹ nhàng phía dưới bàn bàn tay vũ đã gõ nhịp và đâm chiêu anh vũ à anh xem giúp đỡ mai cho nó có chân chắc trong biên chế con bé khá lắm anh ạ à, việc gì cũng giải quyết được hết vũ gật gù hiện nay Vũ đang 40 tuổi, ở độ tuổi sắp được bổ nhiệm chức vụ cao trong nhà máy. Bởi sự tiến nhiệm của anh em và gia đình có nẻ nếp, vợ làm trưởng phòng thương nghiệp huyện, hai con gái học hành giỏi giang. Đã vậy, có ông bố vợ làm bên trưởng phòng tổ chức cán bộ, ra sức hỗ trợ, giúp đỡ con rẻ. Gia đình kiểu mẫu, ai cũng ngưỡng mộ gia đình Vũ. Vũ nhìn thấy ở Mai là người nhanh nhạy, lại là tuổi trẻ, sông pha, táo bạo, nên anh ậm ừ, ra chiều hiểu tâm sự của chị Mến anh Vũ lên tiếng. Thôi được rồi, tôi đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cô Mến đây rồi. Cái này bên phòng tổ chức còn xem xét nhiều vấn đề, rồi cũng còn nhiều thi đua thành tích mà Mai phải đạt được. Mai và chị Mến mừng rỡ. Vậy anh cứ tạo cơ hội cho Mai thử sức anh nhé. Được rồi, anh sẽ có bài kiểm tra xem năng lực của cô Mai ra sao. Giờ anh có việc cần trao đổi riêng với tổ trưởng Mến đây, khi khác anh gặp Mai trao đổi sau nhé dạ vâng mai díu dít vui mừng lắm khi cơ hội đã mở ra trước mắt cô cô thấy mình thật may mắn lần này nếu có cơ hội cô sẽ thể hiện hết mình mai ra ngoài khẽ khép cửa lại cho các cán bộ họp riêng với nhau trong phòng vỗ vồ lấy mến bê tốc cô vào bên trong đằng sau tấm rèm là chiếc giường đơn có chiếc chiếu và chiếc gối nhỏ chiếc màn tuyên cũ để vũ nghỉ trưa mến như đã quá quen với việc này Cô uốn éo chiều theo từng nhịp của Vũ. Bên tiếng cót két của chiếc giường cũ, Vũ nói vào tay Mến. Em Mến làm tốt lắm. Anh sẽ cho em nghỉ chế độ với lý do nghỉ mất sức nhá. Dù gì, bao năm cũng hộ anh nhiều việc. Mến cười e lẻ. Vâng, em tiến cử Mai. Coi như Mai thay em chăm sóc anh. Em dở xấu rồi. Em sợ anh Vũ chê thôi. Anh chẳng chê cô nào hết. Mỗi cô một vẻ ạ cô miền ngược, cô miền xuôi, thế mới thú vị. Chị Mến dí tay vào chán chú Vũ. Anh là cán bộ mà hủ hóa hơn cả dân. Vũ cười ngạo nghễ, rồi tiếng hai người rúc xích trong phòng. Thời gian sau, Mai được nhận giấy vào biên chế. Cô vô cùng vui mừng, khoe với bố mẹ. Bố mẹ cô nở mày nở mặt, đi đâu cũng tự hào vì con gái vào nhà nước. Nhưng việc này khó khăn lắm, đổi lại cô phải mất thứ gì đó cho chú Vũ chưa? Khi chú Vũ ngỏ ý gả đình đổi lấy suất biên chế, Mai có hơi e ngại, nhưng cô vốn nghĩ giờ cô chẳng thể thoát được tay chú Vũ, bởi không làm theo thì Mai cũng khó lòng mà làm việc được ở nhà máy. Mai bị đưa chân vào trò chơi vụng trộm với chú Vũ, một vị trưởng phòng đạo mạo. Những lần gặp gỡ nhau, khi tranh thủ đi có việc xuống xưởng hay đi thăm nom khu nhà máy, Mai đều được chú Vũ cho đi theo học việc. Khi ấy, chú Vũ lại đòi hỏi Mai Chủ vũ hơn 40 nhưng khỏe khoắn và rất nhiều kinh nghiệm che giấu tổ chức. Chủ vũ từng tâm sự với Mai. Anh khao khát có được thằng con trai, sau này còn chống gậy. Con mụ vợ già ở nhà, có biết đẻ đâu. Đẻ ra hai con vịt rời, chẳng làm được cái thích sự gì hết. Bây giờ mà sinh con thứ ba thì chết. Em cũng biết anh là cán bộ, lại sắp được quy hoạch rồi. Mỗi lần tâm sự như vậy Vũ lại luồn tay vào áo mai, ve vuốt tấm lưng mỏng trắng ngần. Vũ hít lấy hít để mùi hương của con gái. Vũ nhớ lần đầu phá sự trinh nguyên của Mai. Vũ sướng như điên. Hắn tự hào khi chiếm được con chim sơn ca bao người ngưỡng mộ. Tấm thân ngọc ngà kiểu diễm này khiến Vũ mê đắm. Vừa sợ đơn vị biết, vừa sợ gia đình vợ biết. Nhưng Vũ không thể thoát ra nổi ái tình vụ trộm. Còn Mai, cô gái mới lớn, vừa sợ chú Vũ, vừa sợ tổ chức, lỡ mà ai biết được thì xong đòi. Nhưng chú Vũ ra sức trấn an mai rằng, mọi quyền hành đều trong tay chú hết. Việc của cô cứ im lặng phục vụ nhu cầu của chú thôi. Chiều hôm đấy, bố vợ của Vũ xuống thăm cơ quan nhà máy, tiện thăm nơi con rể làm việc. Việc đến thăm bất ngờ này, Vũ không biết. Bên trong phòng, vào giờ nghỉ trưa, Vũ đang say sưa quần lấy mai. Giờ mai chính thức được đưa lên phòng nhân sự với nhiệm vụ văn thư quản lý giấy tờ cũng tiện bè cho vũ hành sự giữa trưa vũ tặc lưỡi cười mỉa mai những đôi trai gái dại dột cứ đưa nhau ra bờ đê ra đống rơm mà hành sự bảo sao cứ bị bắt rồi kiểm điểm nếu có thèm thuồng thì chọn nơi kín đáo chứ và vũ tính nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất ai dám vào phòng cán bộ khi đang làm việc bén mảng đến gần là tội to lắm rồi chứ chẳng nói vào tận trong phòng. Thế nên, buổi trưa, Mai được lệnh thu dọn sắp xếp giấy tờ trong phòng thủ trưởng. Mai vào phòng là chú Vũ chộp lấy ngay. Bàn tay lần mò cởi những chiếc cúc áo sơ mi, đôi gò bồng trắng mịn đập vào mắt Vũ, khuôn ngực trắng ngần của con gái chưa chồng thơm phức. Cứ vùi mặt vào đó khiến Vũ cũng đủ say. Vốn say mê mai nên gần như trưa nào Vũ cũng không về nhà, cũng sao nhãng chuyện vợ chồng, nên vợ Vũ, con gái diệu của ông trưởng phòng tổ chức cán bộ huyện, đã phô bố và nhờ bố giải quyết cũng như nhắc nhở chồng. Bởi chồng vốn trăng hoa, vợ Vũ cũng biết, chẳng qua do sĩ diện với gia đình, Với lại Vũ vốn độc đoán gia trưởng nên vợ có phần lép vế. Vợ Vũ nhẫn nhịn bao năm diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc, gia đình văn hóa làm gương cho quần chúng. Trong phòng, Vũ bế thốc mai ngồi lên chiếc bàn to làm bằng gỗ thịt chắc chắn và dày dặn. Với Mai, Vũ tha hồ làm đủ các kiểu, bởi Mai trẻ khỏe dẻo dai, lại cam chịu, buộc phải chiều Vũ vô điều kiện. Vụng trộm ban trưa, lại ở nơi nửa kín nửa hở. Vũ thích trải qua cảm giác liều, đàn ông không táo bạo, sao làm được việc lớn. Hạ hề và tự đắc với ý nghĩ người người trọng vọng, ẩn sau lớp mặt nạ của con người đạo đức là phần dục vọng tầm thường. Ở cơ quan, chủ Vũ luôn tuyên truyền cho anh em công nhân về việc giữ gìn nếp sông mới, nhất là vấn đề nam nữ, thân mật là cấm tuyệt đối. Trai gái muốn yêu nhau đàng hoàng thì phải báo cáo cơ quan, gia đình muốn báo cáo thì báo, trả báo thì thôi, nhưng cơ quan thì phải báo cáo, nếu không thì sẽ bị coi là yêu đương bất chính. Dù yêu đương đàng hoàng, cả cơ quan lẫn gia đình đều biết thì vẫn phải hết sức ý tứ ấy thế mà chú Vũ đằng sau lại chính là người làm những trò hủ hóa đó. Cô nào vào tay chú Vũ là không dám lên tiếng, chỉ biết im lặng cam chịu. Chú Vũ của ông bố vợ chống đỡ, lại gây được ít nhiều uy tín trong quần chúng, rồi hóa ra huynh hoang, kiêu ngạo, quan liêu hủ hóa. Ông tham quan đã đành, đằng này còn dâm ô cả những nữ công nhân ngây thơ. Hôm nay, lại gọi Mai vào phòng để tâm sự bàn chuyện quan trọng. Khép cánh cửa lại, Chú Vũ cúi xuống hôn xuống cổ Mai. Dù Mai chẳng mấy thích mùi thuốc lá của chú Vũ và hàm răng hơi ố vàng do hút thuốc, nhưng cô không dám đẩy ra. Dù gì, chú cũng là cán bộ. Mình làm sao được vật lòng. Rồi thì xuất biên chế đấy, làm gì đã chắc chắn trong tay, còn nhiều khó khăn lắm. Nhưng rồi, việc không muốn đã đến với Mai. Anh Vũ này, em có thai rồi đấy. Ông ta hốt hoảng, vội buông nhanh hai tay ra khỏi người cô sắc mặt tái nhợt như không còn sự sống, lắp bắp nói. Sao lại có thai được? Anh đã dặn em thế nào rồi? Vũ vỏ đầu, giọng hơi gắt lên khi thấy Mai im lặng. Thổi chết anh rồi, giờ ai biết thì phải làm sao? Anh đang chuẩn bị nhận chức giám đốc nhà máy, gia đình cán bộ, tuy đứng dưới vài người nhưng lại ngồi trên mấy trăm người, rồi lại còn vợ con. Mai đứng im không dám nói gì thêm, vì cô biết tội này là tội tày trời rồi vỗ dứt khoát ông ta mở cái xà cột lấy ra mấy chục đồng bạc dối vào tay cô thôi không nói nhiều em đi phá đi vừa nói ông ta vừa vội vàng chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn đàng hoàng kéo khóa quần hẩy người mai xuống giờ này làm gì còn cảm hứng nữa xong xuôi rồi mắt trước mắt sau biến mất cũng nhanh y hệt lúc lén lút trốn vợ con đi ăn vụng không còn dáng vẻ một ông trưởng phòng tổ chức đạo mạo người đứng đầu nhóm bắt những người hụ hóa chiều hôm đó ông vũ không thấy quay lại phòng thấy báo là có việc bận hình như tiếp đón bố vợ sang thăm trong căn phòng kín ông vũ đang tiếp diều ông bố vợ gia đình bố vợ làm quan to vũ vì thế cũng kính nẻ đôi phần những người như vũ lật lọng và cháo trở bằng mặt chứ không bằng lòng hẳn ghét ông bố vợ từ lâu nhưng vì muốn có được địa vị nên đành ngậm đắng nuốt cay luồn cúi ngồi nghe bố vợ chỉ giáo và lên nước vũ bàn tay siết chặt Gần tay nổi lên lời ông bố vợ oang oang làm chồng làm cha rồi thì nhớ quan tâm đến gia đình một chút ong bướm bên ngoài đủ rồi cậu nên nhớ cậu lên được chức vụ này là do tôi đã nâng đỡ dìu dắt dạ vâng bố dạy phải ạ à? vụ cay lắm ngần này tuổi rồi mà vẫn bị bố vợ mắng xa xả dạy dỗ như một đứa trẻ con làm hắn ta mất mặt bao lần chuyện của anh không phải là tôi không biết anh cần sửa ngay các khuyết điểm người ta đang điều tra về anh đấy anh mắc bệnh lạm dụng quyền lực lại hủ hóa tại cơ quan anh cứ liệu mà làm để đến khi bị kỷ luật thì ô danh dòng họ tôi không chống đỡ nổi đâu vũ xám mặt lại anh hận lão giả trước mặt luôn dùng quyền thế để đe dọa anh Ông Phúc bực dọc đứng dậy, định rời khỏi bàn ăn. Chiếc bàn trao đảo vì ông đột ngột quay bước. Ông Phúc lảo đảo, người xây sầm mặt mày. Lúc này, ánh mắt vũ đã hẳn lên tia máu. Nhanh tay, hắn hất đĩa lạc trên bàn xuống đất. Cậu trợ lý nghe tiếng xoảng của đĩa bát vỡ thì chạy vào. Ông Phúc đang đả bước chân. Chân ông đạp lên những củ lạc khô cứng, khiến ông trượt chân, ngửa người ra đằng sau trước sự chứng kiến của anh trợ lý. Ông Phúc ngã đập đầu ra sau. Đám tang của bố vợ diễn ra trong sự thương xót của bao nhiêu người. Chính vì việc bố vợ đột ngột mất, nên ông được tổ chức thương xót, cất nhắc lên vị trí cao hơn và nhanh hơn. Giờ cửa quan của ông thanh thang, ai cản trở bước tiến của ông đều sẽ bị ông gạt bỏ hết. Buổi sáng ngày hôm sau, một mảnh giấy nhỏ được đưa đến phòng công đoàn, trong đó báo. Có thông tin báo cô mai tổ sản xuất không chồng mà chửa vi phạm đạo đức lối sống đề nghị phải kỷ luật ngay không để sự việc xảy ra ảnh hưởng xấu đến cơ quan và rồi những ngày sau đó ngày nào mai cũng bị gọi lên văn phòng công đoàn ngồi nghe những cuộc chất vấn na nái như hỏi cung ai là chủ nhân của cái thai cô đang mang trong bụng mai chỉ biết im lặng vì ông ấy có dặn đi dặn lại bảo mai giữ kín chuyện này trước những lời chất vấn từ nhẹ nhàng đến dọa nạt cuối cùng mai vẫn cúi gằm mặt xuống cô chấp nhận hai tiếng chửa hoang nhưng trước khi đưa ra quyết định chính thức nhà máy cần có buổi họp kiểm điểm tạm thời mai được cho nghỉ việc ở nhà về viết bản kiểm điểm hẹn ba hôm nữa lên trình bày trước tổ và công đoàn lững thững trở về phòng mai lo sợ rồi đây cô sẽ bị đe dọa đuổi khỏi nhà máy nếu vác cái bụng chửa hoang về quê thì bố mẹ cô sẽ chết vì nhục mất. Quê của Mai thuộc vùng Kinh Bắc, dù có đói nghèo cỡ nào thì vẫn phải giữ lẻ thói của quê hương. Nhớ ngày còn bé ở làng, cô đã nghe nói có hai trường hợp bị cạo đầu bôi vôi rồi đem thả trôi sông. Giờ nhờ có cách mạng nên không còn tục lệ ấy, nhưng việc người con gái không chồng mà chửa thì vẫn là việc tẩy đình. Cái giá để được vào công nhân biên chế là cô phải mất đi đời con gái và bây giờ, cái giá để giữ được đứa con là cô sẽ bị mất việc làm mà bao lâu mơ ước. Ngày mai, tương lai phía trước thế nào, cô không dám hình dung ra nữa. Nhưng nếu cô biến mất, vết nhơ nhấp này sẽ được gột rửa. Lê tưởng bước chân nặng nề, cô cay đắng nhận ra mình đã phải trả một cái giá quá đắt. Lòng nặng chiếu một màu đen tối, Của cô cứ đi, đi mãi cho đến khi một luồng mắt lạnh trùm lên người, Mai mới biết mình đã ở bờ sông từ lúc nào. Còn sông này chia ra làm hai nhánh, mà lòng cô lại chăm ngả dối xen. Cái ý nghĩ trầm mình xuống dòng sông mắt lạnh kia, để ngủ một giấc, chắc sẽ không còn cảm giác nhục nhã và ê trẻ nữa. Những vệt nắng cuối ngày đang dọi xuống, rắt những ánh bạc lung linh trên mặt nước, vẻ đẹp hoàng hôn trên sông không còn làm cô quan tâm. Đôi bàn chân vô định cứ từng bước, từng bước xa bờ. Cô lao xuống dòng sông, hy vọng nước sông sẽ gột rửa được vết nhơ của đời cô. Tiếng chửa hoang, mai buông mình xuống dòng sông mát lạnh. Dũng, ngoài 30 tuổi, làm trong nhà máy được 5 năm, nhưng vẫn chưa có một mối tỉnh vắt vai. Bên ngoài cái dáng vẻ thư sinh, nhỏ nhã, thì sức khỏe của Dũng lại không được tốt. Anh mắc bệnh hen phế quản nên được ban lãnh đạo nhà máy phân công cho làm ở phòng văn hóa thông tin. Hàng ngày sau giờ làm việc, anh thường đi bộ từ dãy tập thể ra ngoài bờ sông, bơi lội vài vòng để tìm cảm giác khoan khoái. Tôi đến, anh lại giúp mấy chị em tập viết tập đọc. Nhờ anh mà có nhiều chị em công nhân nhà máy đã biết đọc biết viết. Mai cũng là một trong số mấy trẻ em thường được anh dạy kèm. Chiều nay như thường lệ đang chuẩn bị lên bờ thì anh thấy thấp thoáng bóng người giữa dòng sông. Anh vội vàng bơi đến, kịp lôi Mai lên bờ. Mấy hôm sau, Mai nghỉ ở nhà vì lý do bị ốm, nhưng cả nhà máy đã ì xèo cả lên, chỗ nào cũng túm tụm lại chỉ trò to nhỏ. Ai cũng đoán chắc chắn Mai sẽ bị buộc thôi việc với tội hủ hóa, đạo đức không trong sạch. Mai được nhà máy cho nghỉ ngơi một tuần để hồi phục sức khỏe, cũng là để thời gian tìm phương án tốt nhất cho Mai. Về quê, ngày ngày Mai cứ tha thần ra đầu hè ngồi, thì con gái càng ngày càng xanh sao, mặt mũi buồn rười rượi. Bà thơ sinh ra nghi ngờ, mỗi khi làm đồ ăn, mai hay ọ ẹ buồn nôn, rồi thường xuyên mặc áo rất rộng. Những cử chỉ rất lạ so với ngày thường bà thấy, nghi ngờ mai có thai nghén, bà thơ dò so hỏi. Con kia, mày đổ đốn ra rồi phải không? Mai đang nhặt rau, Nghe xong bỗng tái mặt ấp úng Con... Nói mau Bà Thơ hét lớn làm mai giật mình Cô đắn đo một lát Rồi gật đầu xác nhận Bà Thơ hoảng hốt Làm rơi luôn chậu nước bắn tương tóe Bà nhanh như chớp Nằm lấy tóc con gái Rồi tát vào mặt liên tục Kèm với những câu chửi rủa Đổ hư thân mất nết Thứ trời đánh thánh đâm Thử lăng loạn đĩ thoá Mai ngồi đó chịu trận rồi khóc sướt mướt Bà thơ vẫn chưa hết cơn giận, bồi thêm vài câu. Sao mày ngu thế hả con, mày bôi cho chất chấu vào mặt tao. Nói mau, cha của cái thai trong bụng mày là ai? Con con không biết. Mày đang khóc, trả lời tiếng được tiếng mất. Bà thơ gằn giọng, những lời nói như ăn tươi nuốt sống lấy đứa con gái. Ôi trời ơi, vậy là mày ngủ với bao nhiêu thằng nên không biết bố đứa bé là ai thế hả? À? Dạ không phải thế mẹ ạ. Mai trả lời rồi ôm mặt khóc to hơn. Thế là thế nào? Con... con bị cưỡng bức. Con không thấy mặt người ta. Trời ơi là trời. Giờ thì biết tìm nó ở đâu. Sao mày ngu thế hả à, con? Con chót dại mẹ ơi. Mẹ cứu con với. Cứu sao được đây? Tốt nhất là mày đi phá đi chứ làm sao? Thế mày định không chồng mà chửa đấy à? Con xin mẹ ạ. Mẹ để con nuôi đứa bé này đi Nó là con của con Cả đời này con sẽ không lấy chồng đâu Thôi mày giết tao đi Nếu mày để đứa bé này lại Thì mày giết tao đi Chứ sống nhục nhã không ngẩng mặt được lên với đời Thì để tao chết đi Mày lại lục van xin Nhưng không thay đổi được quyết định của mẹ mình Phả thai Cô không nỡ Vì đó là một tội ác tày trời Đứa bé hoàn toàn không có lỗi nhưng không chồng mà lại có con thì ở đây gia đình cô sẽ chịu nhiều tai tiếng áp lực nặng nề từ dư luận xã hội mẹ cô sẽ sống thế nào đây nhất là thời buổi này người ta mang nặng cái tư tưởng hủ hóa việc không chồng mà chửa là một điều gì đó trông thật ghê gớm lắm đòi bà thơ khổ rồi chồng bà tính gia trưởng nếu ông biết thì chỉ có nước đánh chết con gái thôi đứa con gái ngu dại này thế mà giờ còn đeo mo vào mặt. Tối nay ông lành không có ở nhà, ông về quê họp bàn xây mộ các cụ, tranh thủ chồng không có nhà, bà thơ dục Mai đi khỏi làng trước khi ông lành quay về nhà. Đêm đó, Mai đã phải ra khỏi làng ngay trong đêm. Tờ mở sáng, cô trở về đến khu nhà trọ, cô thấy cửa đã đóng ngang thanh gỗ, ngôi nhà đã bị tịch thu. Cô nghĩ, thôi đúng rồi, ngôi nhà này Ông ấy cho cô mượn tạm Giờ cô bị đuổi Thì sao ở lại trong này được Cô lầm lũi ôm đống quần áo Ra đứng trước cửa nhà máy Xin chú bảo vệ vào tà túc trong khu công nhân ở Nơi trước kia cô từng ở với các chị em Mai muối mặt gõ cửa phòng các chị Sáng ra đã có lác đác vài người dậy đi sách nước Mai đi cả đêm không nghỉ Người cô lảo đảo lưu siêu vì mệt Tiếng cửa có két như thê lương Thấy Mai vào nhiều chị tội nghiệp cho Mai, nhưng nhiều chị cũng nguyết dài khinh bỉ, trong đó có Thúy. Cô nghĩ bỏ đòi cái loại lăng loạn đĩ thỏa như Mai. Trong phòng, chị Yến lên tiếng. Mai à, sao em dại thế? Thế bố đứa bé là ai? Sao em không nói ra? Chứ giờ để mang tiếng thế à? Mai cúi mặt không dám nói gì. Em dại, nên em phải chịu chị ạ. À? Giờ mình em chịu khổ là đủ rồi. Nhưng miệng đòi cay nghiệt lắm em ạ. À. Họ có bao dung cho em hay không? Rồi tiếng không chồng mà chửa. Thì kiếm việc gì được đây? Hay đó có phải là con... Không không chị ơi. Mày vội vã gạt văng đi. Bố đứa bé này không phải người nhà máy mình chị ạ. À. Thôi, mày đừng có giấu chúng tao nữa. Chúng tao có nghe phong phanh cả rồi. Tùy mày thôi. Ngu dại thì thiệt thân. Ngủ đi. Đầu giờ chiều còn lên nhận quyết định. Không biết họ quyết định việc của mày sao nữa Mai chập mắt Mà hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên đôi mắt trũng sâu Giờ cô đã không có chỗ để đi Không ai hiểu Không nơi nương tựa Đầu giờ chiều hôm đấy Mai cầm tờ quyết định Nghỉ việc theo nguyện vọng Mà không phải là kỷ luật buộc thôi việc Vì hủ hóa Cô như chút được phần nào gánh nặng Không biết vì lý do gì Nhưng chắc là có sự dàn xếp Cô nghĩ thì ra gần đây, ông Vũ mất hút là vì phải lo làm sao để cô không bị kỷ luật, giữ cho cô cái hồ sơ trong sạch nhất. Nghĩ thế, Mai cũng cảm thấy như được an ủi phần nào. Vài hôm nữa về quê rồi, mà chưa biết tính sao đây. Mai rất sợ những giây phút giáp mặt thầy u và họ hàng. Ngày mai về quê cũng đến, nhà máy cách ga gần 10 cây số, cả khu tập thể nữ lại không ai có xe đạp mọi người đang lo lắng tính kế thì Dũng xuất hiện với chiếc xe Phượng Hoàng mới cóng. Anh vui vẻ nói. Mọi người định gạt tôi ra rìa sao? Dũng đẻo cô ra ga và giúp cô xếp hàng mua vé. Nhìn dòng người trên trúc xô đẩy, cô thầm cảm ơn anh. Nếu không có anh giúp thì cô sẽ khó khăn nhiều lắm. Dũng cầm tấm vé đi ra, mổ hôi nhễ nhại. Cô chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh vội vàng dắt xe đạp đi gửi sau đó lại đưa cô lên tàu tìm ghế ngồi mặc dù là ga gốc nhưng vì là thứ bảy nên tàu gần như hết ghế trống mãi lâu sau anh mới tìm được một chỗ ở cuối toa cho cô khi đã yên vị cô nói em cảm ơn anh rất nhiều ạ à. giờ anh về đi kẻo tàu sắp chạy rồi chẳng biết bao giờ mới gặp lại anh anh cho em gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã giúp đỡ động viên em trong thời gian qua với nha nhìn cô mắt ngân ngân nước chắc là cô muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng không thể thốt được lên lời. Anh lặng lẽ gật đầu và dặn dò mấy câu. Xong, anh lẫn vào đám người đứng lố nhố giữa toa. Ga yên viên đây rồi. Ngày ra đi, cũng từ ga này, với bào hỏi báo ước mơ phía trước. Mà nay đứng trên sân ga, mai lặng lẽ để nước mắt rơi lãi trã lúc nào không hay. Đến gần cửa soát vé, cô mới chợt nhận ra là Dũng quên đưa vé cho mình đang lúng túng tìm người xót vé để mua bổ sung, thì thoáng thấy bóng người dắt chiếc xe đạp đi về phía cô. Mai ngỡ ngàng, thẳng thốt kêu lên. Là anh, sao anh Dũng lại ở đây? Dũng cười hiền lành đáp. Sao lại không thể là tôi? Tôi còn nhiều ngày nghỉ bù mà chưa biết đi đâu. Này nhân tiện, muốn về quê của Mai chơi. Mai không từ chối tôi đấy chứ? Rồi chẳng để cô kịp nói câu gì. Dũng liền cúi xuống, một tay giúp cô xách túi đồ, tay kia dắt xe đạp, dục cô đi nhanh ra khỏi cổng soát vé. Mai líu xíu theo anh như một đứa trẻ chưa biết chuyện gì xảy ra. Tối hôm ấy, cả xóm thượng rủ nhau sang chúc mừng ông bà thơ, một phần cũng vì tò mò muốn coi mặt rẻ thiên hạ nó ra làm sao. Mai ơi, chồng chưa cưới đấy à? Dạ vâng ạ. À. Bà hàng xóm bên nhà sang hỏi chuyện Mai, mắt cứ dán vào chiếc bụng. Dũng biết Mai ngại nên đỡ lời Hôm nay cháu về ra mắt bố mẹ Mai Cũng là nhận lỗi với hai bác Chúng cháu trẻ người non dạ Chưa hiểu chuyện Nhưng cháu xin nhận hoàn toàn trách nhiệm Bảng xóm nghe vậy Tùy trong bụng vẫn khắt khe với cây tiếng Ăn cơm trước kẻng Nhưng thôi thì thấy chàng con rẻ cao giáo Lại trẻ trung Hai đứa yêu nhau thật lòng Thì cũng mừng ra mặt Thế sao tôi nghe bảo Cây Mai xin nghỉ việc ở trên đó mai lúng túng thì dũng đỡ lời dạ chúng cháu định xin giấy kết hôn xong thì vào trong nam làm việc ạ à? trong đó phát triển hơn ngoài ta bác ạ à? à thì ra là vậy tụi trẻ dở trí hướng thật đấy bà hàng xóm ra điều gật gù thầy dũng nói như vậy mai bỗng thấy nhẹ lòng dù rằng biết là dũng chỉ gỡ dối cho cô thôi nhưng cô thấy an yên phần nào bà thơ đứng trong bếp nghe hết câu chuyện cũng nén tiếng thở dài còn riêng ông lành, xem ra cũng chẳng tỏ vẻ gì là vui mừng lắm. Khi có con rể mới, con gái trốn nhà đi thoát ly mấy năm rồi về, lại vác cái bụng lùm xùm với một người đàn ông, vừa là đại diện đảng trai, vừa là chú rể đến ra mắt. Không có tay bưng trầu, đầu đội lễ, thì có gì mà vui với trả mừng. Ông cũng chẳng thèm tiếp chuyện. Đến bữa ngồi ăn cơm, ông cũng không nói không rằng. Bà thơ thấy vậy, liền gấp một miếng thức ăn bỏ vào bát của dũng rồi nói anh mời cơm tự nhiên nhé mấy hôm nay ông nhà tôi trong người khó ở nên tính khí thất thường anh thông cảm cho dạ cháu không sao đâu ạ à. anh vui vẻ trả lời trong khi ông lành đưa mắt lườm vợ mồm khẽ hử lên một tiếng săn đe khi mọi người tới chơi đã về hết thì mai mới dám thư chuyện với bố mẹ vừa khóc cô vừa kể tất cả những chuyện đã xảy ra rồi được mọi người giúp đỡ ra sao và vì sao dũng lại có mặt ở đây lúc bấy giờ thầy u cô mới hiểu rõ sự tình tối hôm ấy khi hàng xóm đã về hết bà thơ cắp nón đi đâu đó hình như bà xuống trung tâm bưu điện xã nhờ gọi cuộc điện thoại cho người quen tối về khi cậu rể hờ đi ngủ bà thơ đóng hết tất cả cửa nẻo vì sợ hàng xóm nghe thấy rồi dị nghị nhỏ to bà gọi mai vào buồng lấy hết quần áo xếp vào dương để chuẩn bị cho việc vài hôm nữa mai sẽ rời khỏi làng đêm đó bà tâm sự với mai rất nhiều điều bà thơ dự tính trong đầu rằng từ nay nếu có ai hỏi mai đâu bà sẽ trả lời rằng mai đi xa để làm việc vào trong đấy con bé gả chồng rồi sinh con luôn bà thơ thở nhẹ nhóm khi nghĩ ra câu ấy vì sau này con bà có trở về mà dắt theo con nhỏ cũng chẳng sao, vì Mai đã mang tiếng là có chồng, mà có chồng thì sinh con là điều tất nhiên. Dũng nằm buồn bên cạnh, nghe những lời bà thơ dặn Mai mà anh thấy nghẹn lòng. Mai ở nhà mấy ngày rồi chuẩn bị để vào trong nam. Tùy thương con gái đang bụng mang dạ chữa lại đi xa, nhưng miệng đời khắc nghiệt lắm. Giấu được một hai ngày, chứ sao giấu được mãi, nên phương án tốt nhất là rời làng đi. Mai bụng mang dạ chửa ra đi Bà dặn dò thêm rằng Nếu đi đường Mà có gặp người quen Thì cứ nói là đi làm ăn xa Tao sẽ gửi mày về nhà gì ở trong đấy Nên nhớ Luôn luôn lấy cái nón để che bụng lại Bà thơ nói xong Rồi viết địa chỉ Và rúi thêm vài đồng bạc vào tay Mai Mấy ngày ở quê Dũng không biết Làn sóng dư luận trong nhà máy đang bùng phát Họ quy chụp anh tội hủ hóa bằng chứng là bản kiểm điểm tự tay anh viết rồi đơn xin vào đảng của anh không được xét duyệt với lý do tư tưởng đạo đức kém anh sững sờ và ngạc nhiên lắm vì lý do thì ba người đã bàn bạc và thống nhất với nhau rồi sao bây giờ ông trưởng phòng tổ chức và vị chủ tịch công đoàn lại ém nhẹm đi không dám lên tiếng nói ra sự thật là sao có lẽ các ông ấy sợ mất đi cái danh hiệu lá cờ đầu cùng vài tờ giấy khen trong đợt bình bầu cuối năm trăng. Cho đến một hôm, có một vị cán bộ đứng dưới vài người nhưng ngồi trên mấy trăm người đến tìm anh. Thế nào? Dạo này cậu Dũng đã khỏe hẳn chưa? Nếu khỏe rồi thì mai đến văn phòng tôi nhận quyết định mới nhé. Ngày hôm sau, anh được nhận công việc mới, gọi là công việc mới thôi, nhưng đó là việc trông coi thư viện của nhà máy. Coi như anh bị giáng chức dần con đường tương lai coi như đóng lại. Cả một thời gian dài, Dũng chịu tai tiếng, cuối cùng lại bị nghỉ việc không lương. Bạn đi thời gian đã hơn 5 năm, kể từ cái ngày mai rời đi thì bây giờ anh đã về nhà mở một quán sửa chữa đồ điện gia dụng, thi thoảng thêm sửa chiếc xe đạp thống nhất. Dũng thời gian sau đó cũng có yêu một người, nhưng cô gái này là Thúy, trước cùng làm trong nhà máy với Dũng và Mai. Một mối tình Dũng coi là hời hợt vì cũng già tuổi nên nhiều lúc cũng buồn muốn có người chia sẻ tâm sự. Nhưng tuy không chịu được sự vất vả, chê dũng nghèo, không phải là người nhà nước, chê anh thợ sửa chữa, người lúc nào cũng đầy mùi dầu máy. Dũng chỉ thở dài. Sau đó, người yêu của Dũng cũng bỏ đi theo một ông người nhà nước. Từ đó, anh cũng chẳng muốn yêu thêm ai nữa. Thời đó ít nơi nào sửa xe lắm. Anh khéo tay nên nhiều khách. Sau này thị trường bắt đầu có xe máy anh cũng có thêm nghề mới, anh kiếm được kha khá. Nhiều người thì anh lớn tuổi rồi mà chưa lấy vợ, thì đã giới thiệu cho anh không ít người, cũng được người ta giới thiệu cho cô này cô kia. Nhưng dường như anh cảm thấy lúc này không phải là để yêu. Bây giờ một căn nhà riêng anh vẫn chưa có, thì làm gì dám yêu đương với ai cơ chứ? Và lại, còn tim dũng không rung động với ai nữa. Đang sửa xe cho khách, thì bỗng tiếng va chạm bên đường, một cái xe do hai thanh niên cầm lái hai tên đó chạy song song bên cạnh cô gái khoảng cách rất gần bọn họ chạy vụt qua anh hai tên thanh niên còn cố tình đá vào xe của cô để cô gái đó ngã xuống thằng ngồi sau giật cái túi của cô rồi vội vàng lên xe phóng đi dụng đến cũng không kịp nữa anh chỉ thấy hai mẹ con đang ngã ra đường mà thằng con trai nhỏ đang khóc ẩm lên anh chỉ biết dỗ dành thằng bé thấy thế Mấy người xung quanh cũng vội chạy tới, mọi người xuống vào đỡ cậu bé lên. Nhưng anh lại bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ với dáng vẻ quen quen. Nhưng mà, Dũng nhận ra người con gái này, đó chính là Mai. Cô ngã xuống đường nên cũng bị thương chảy máu các thứ. Còn thằng bé thì ngủ để khóc ẩm lên. Dũng không biết làm gì nên đưa hai mẹ con tới bệnh viện. Anh còn phải dỗ dành cậu nhóc kia nữa. Anh ôm thằng bé vào lòng mà dỗ dành như một người bố thật sự vậy. Người ta nhìn vào cũng tưởng anh là ba của đứa nhỏ. Mai thấy đầu đau chết đi mất, đã thế mà còn nghe tiếng khóc của con trai mình nữa. Anh đưa thằng bé cho tôi, để tôi dỗ nó cho. Thôi được rồi, cô còn đang bị thương đấy, dáng chút đi, sắp tới bệnh viện rồi. Cô cũng chỉ đành gật đầu, thằng bé khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Mai tất nhiên là nhận ra Dũng anh cõng thằng bé trên lưng còn dìu cô vào trong bệnh viện. Bác sĩ thăm khám một lúc thì nói, không sao rồi, vợ anh chỉ bị chấn thương phần mềm nhẹ thôi, chỉ cần uống thuốc, thoa thuốc theo đơn thì sẽ sớm lành lại thôi. Anh cũng ngại ngùng rồi gật đầu, không hiểu sao mà mình lại có vợ con vậy chứ, nhưng cũng chỉ cười cười. Dạ vâng, tôi biết rồi. Cô định lên tiếng giải thích, nhưng cô y tá đi mất, anh cũng chỉ cười rồi bảo. Người ta không biết nên mới hiểu lầm thôi mà Cô cũng đừng quan tâm làm gì Tôi giúp cô trả tiền viện phí rồi đấy Lúc nãy cái túi của cô cũng bị giặt rồi Sau này hai mẹ con ra ngoài Thì cẩn thận một chút Ừ Nhưng bình thường cũng không có gì Mà hôm nay lại thành ra như vậy Thôi cảm ơn anh Vì đã giúp đỡ hai mẹ con em Em sẽ gửi tiền lại cho anh Anh lắc đầu xua tay từ chối Thôi không cần đâu Chút xíu đấy cũng có bao nhiêu đâu Cô lại con nhỏ vậy Tôi không keo kiệt với cô đâu Thằng bé đang đợi cô bên ghế kia kìa Đừng có nghĩ mãi đến chuyện gửi tiền tôi đấy nhá Trời về chiều Dũng thấy Mai tỏ ra lúng túng Khi nhìn chiếc xe của Mai đã hỏng Anh đưa cô về quán sửa xe Nhìn thằng bé con ngủ say Dũng lên tiếng Mai à em đặt con vào trong nhà đi Để cho thằng bé ngủ thoải mái Rồi ngồi chờ anh sửa xe em nhé Dạ vâng Em cảm ơn anh ạ. À. Mẹ con em cũng đang cần phải đi có việc nữa Ủa trời tối rồi em định đi đâu Mai e ngại tay bám vạt áo Thực ra em đang đi kiếm chỗ ở à Ôi chết mất Vừa nãy anh quên chưa hỏi thăm em Em ra đây lâu chưa Dạ em mới ra ngoài này thôi anh ạ à. Trời tắt nắng bắt đầu hơi xe lạnh Nhìn Dũng lụi cụi sửa xe cho Mai Mà cô thấy thương anh Mai e ngại ngồi xuống chiếc ghế ngồi xem Dũng sửa xe. Tiện thể, cô chạy qua chạy lại hỗ trợ anh lấy đồ đạc. Do chiếc xe bị hỏng, trời lại tối nên có thể chưa kịp sửa xong ngay được. Mai này, Dũng đưa tay lau mồ hôi trên chán. Mai này, xe của em cũ quá rồi, anh nghĩ nên thay đi, chứ sửa được chỗ này, anh lại thấy nhiều chỗ khác không ổn. Mai xấu hổ ra mặt, cô nói lý nhí vậy xe bị hỏng nhiều vậy sửa hết nhiều tiền không anh dũng ngẩng đầu lên nhìn mai sao em cứ lo nghĩ chuyện tiền nong vậy anh em lâu ngày không gặp nhau anh sửa xe giúp em nếu em ngại giờ cũng muộn rồi hay là em vào trong nhà nấu gì ăn đi khả năng cũng không kịp sửa xe đâu lâu anh em chưa gặp nhau chúng ta cùng hàn huyên câu chuyện ôi thế lại phiền anh quá à rồi còn gia đình anh nữa thôi em đưa thằng cu đi cũng được anh xe em gửi ở đây mai em qua lấy mai định chạy vào nhà bế bê cu bin đi nhưng dũng đứng dậy giữ tay mai lại mai à em để cho con ngủ đi thằng bé còn đang sợ em không phải ngại đâu anh ở có một mình thôi em ở lại ăn với anh một bữa cơm đã năm năm rồi mai đứng khựng người lại dũng thấy mình thất tố quá khi bỗng dưng cầm cổ tay mai đôi tay đẩy dầu máy đang nắm cổ tay trắng ngần của mai đôi tay mà nhiều lần thúy người yêu cũ ra sức chê bai bẩn và hôi dũng vội rụt tay lại ôi anh xin lỗi làm bẩn tay em rồi mai lắc đầu hai mắt cô đã đỏ hoe dũng vẫn luôn là người hùng xuất hiện khi hai mẹ con cô cần trước kia cũng vậy bây giờ lại giang tay giúp đỡ thôi em vào chuẩn bị đi anh đi chợ mua chút đồ ăn về chuẩn bị nấu cơm Hôm nay chúng ta phải vui chứ Thì anh ngỏ lời như vậy Nhưng cô có chút ngại ngùng mà hỏi Anh không sợ bạn gái anh ghen Khi tôi vào nhà trọ của anh hay sao Tôi làm gì có bạn gái mà sợ ghen hay không Đừng nói với tôi là trước giờ Cô tưởng tôi đã có bạn gái nha Cô cũng bật cười Quả thật từ trước tới giờ Mai cứ nghĩ là anh đã có bạn gái rồi trông anh cũng được mà. Cứ ngỡ anh đã có cô nào nhìn chúng rồi. Không ngờ là anh vẫn còn là anh chàng độc thân. Hai người đều mỉm cười rồi đi vào phòng trọ của anh. Cô chủ động vào bếp nấu cơm. Mặc dù bếp và nhà trọ có phần nhỏ nhưng cũng có thể nói là tạm dùng. Dũng đứng ở bên ngoài nhìn dáng vẻ của cô đang nấu cơm trong bếp thì lại cảm thấy cô gái này đúng chuẩn người mẹ một con rồi. Công nhận nhìn cô nấu ăn ngon thật đấy còn tôi mà nấu ăn thì chắc chỉ có mình tôi dám ăn thôi anh cười cười gãy đầu cô cũng chỉ cười rồi đáp hai mẹ con em ở trong nam nương tựa vào nhau quen rồi em rất muốn thằng bé được sống ở một môi trường đầy đủ nhưng cuộc sống nơi đất khách khó lắm anh ạ à, thế nên mọi việc mình phải tự làm thôi ừ nuôi con một mình thì vất vả rồi người ta có chồng bên cạnh quan tâm chăm sóc cũng còn vất vả Đằng này Dũng cũng tự thấy mình lỡ lời Những điều lẽ ra Anh nên để trong lòng Lại bột miệng nói ra Bởi nhìn Mai và Cô Bin Anh cũng đoán được rằng Mấy năm qua cô đã vất vả nhiều rồi Cô tỏ vẻ bình thản Nhưng trong lòng không ngừng quản thắt Mai nói xong Làm cho Dũng cũng bồi hồi nhớ lại Câu chuyện tình yêu lúc đó của mình Trong lòng anh Lại dâng lên một chút tiếc nuối Anh cười chua xót Mai dường như cũng cảm nhận được anh không cố ý, cô nhỏ giọng nói: "Anh Dũng này, mấy năm trước lúc đó em còn trẻ quá, lúc đi lại vội vã, nhiều điều còn chưa cảm ơn anh. Hôm nay được gặp lại anh coi như ông trời cho em được tạ ơn anh vì ngày trước. Chuyện đó qua lâu rồi mà, anh lúc đó cũng là một chàng trai, chỉ làm theo những gì mình thấy là phải, chứ chưa đủ dũng cảm để đối mặt với nhiều thứ. Nghĩ lại Dũng ngập ngừng câu nói, nhìn Mai với ánh mắt đầy vẻ yêu tư và suy nghĩ. Sau khi đã nấu cơm xong, Mai gọi cô Bin dậy ăn cơm trước, bản thân tắm rửa qua loa cho mát, rồi hai người dọn cơm lên nhà ăn. Lúc này cũng đã khá muộn rồi. Hôm nay Dũng vui nên nhâm nhi vài chén rượu, cũng lâu rồi không có bạn đến chơi. Hai người ôn lại chuyện cũ, Mai cũng không giấu Dũng điều gì, bởi anh là người đứng ra già làm chú rẻ, thầy cô trước mặt họ hàng chòm xóm. Những chuyện mà cô không biết đó là sau khi cô rời đi, Dũng đã quay về nhà cô để tìm, nhưng cô đã đi xa. Khi ấy, Dũng vừa bị cho thôi việc, anh vốn nghĩ mình cũng không có gì trong tay để tìm mai cả. Nói chuyện qua lại, Dũng ngả ngả say, bởi lâu rồi cũng không uống nhiều vậy, mặt Dũng đã đỏ. Còn Mai cũng hơi chính choáng, cô không biết uống rượu, nhưng cũng nhâm nhi một chút. Chẳng nhẽ lại không uống cùng Dũng cho anh vui Nhưng hơi rượu nặng làm cô cũng chính choáng Điều mai vẫn luôn thắc mắc trong lòng Lúc này cô mới dám hỏi Anh Dũng này Sao đang làm việc nhà nước tốt vậy Mà anh lại nghỉ làm Lúc đó anh đang làm tốt mà Dũng phì cười Dòng có phần chua chát Tốt cái con khỉ gì đâu em Do em không biết đi thôi Giọng Dũng trầm thấp Khi nhắc lại chuyện xưa anh kể... Ngày anh cứu cô ở sông về... Anh đã đi gặp ông trưởng phòng tổ chức... Và vị chủ tịch công đoàn nhà máy... Khi anh đưa ra ý kiến hình thức kỷ luật... Để cô khỏi bị buộc thôi việc... Thì ông trưởng phòng tổ chức đã nói rằng... Để làm theo đúng quy tắc... Thì phải có một người đứng ra nhận trách nhiệm này... Chứ cô mai hổ hóa... Là suy thoái đạo đức lối sống... Giờ phải có người nhận trách nhiệm... May ra mới có lý do... Để thay đổi được... Việc buộc thôi việc thành cho nghỉ việc. Thế đã là nhân văn nhất rồi. Tiến gần về phía ông, Dũng dõng dạc nói. Tôi xin nhận trách nhiệm. Anh... Ông trưởng phòng tái mặt, trong đó có sự bực tức lẫn cay cú. Vâng. Tiến thêm một bước, ghé sát vào tai ông trưởng phòng tổ chức. Anh gần giọng hỏi nhỏ. Không là tôi, thì chả nhẽ lại là ông. Ông ta tái mặt ấp úng không nói gì. Lát sau, Ông đi về với vị chủ tịch công đoàn, nói nhỏ mấy câu, rồi quay lại bảo anh về viết bàn kiểm điểm, đem nộp và hẹn ba ngày nữa sẽ có quyết định. Mai nghe xong mà sững sở toàn thân, cô thấy tim mình thắt lại, cô thẳng thốt kêu lên. Thì ra, chính anh là người đã cứu em khỏi viết nhô này ư? Dũng cười xòa. Có gì đâu mà em dùng từ cứu. Sao anh lại làm thế à? Như vậy thì thiệt thòi cho anh quá. Nói rồi. Mai ỏa lên khóc nức nở. Cô cảm động về sự hy sinh của anh. Một người đàn ông chưa có gia đình vì một đứa con gái như cô mà phải chịu mang tay tiếng. Đã vậy, còn chu đáo đưa cô về tận nhà để cho gia đình làng xóm đỡ chê cười. Trong ánh điện lở mở tối om, Dũng ngả ngả say, miệng vẫn cười cái sự đòi lạ lùng. Thế mà sau đó, ông ta dùng đủ mọi cách để đuổi việc anh. Mà thôi, cũng do anh chán muốn ra ngoài làm ra ngoài buôn bán tự do hơn em ạ à. ở mãi trong đấy anh không quen thế nên ra ngoài làm anh thợ sửa xe này cuộc sống ung dung tự tại mài bẽn lẽn vậy sao lâu nay anh chưa kết hôn còn gia đình anh thì như nào ạ à? ngày ấy em còn chưa rõ về anh anh còn có mỗi mình mẹ thôi bố anh trước cũng làm người nhà nước các cụ tinh thần cách mạng lắm Nhà anh có mỗi anh là con trai Nhưng mấy năm nay anh thích ra ngoài buôn bán Nên ra thuê trọ ở ngoài cho tiện Anh ở một mình như vậy Không ai chăm sóc sẽ vất vả lắm Rồi còn đau ốm Dũng phỉ cười Ôi, anh đàn ông Đầu đội trời, chân đạp đất Ốm đau tự lo được Đói thì ăn, mệt thì nghỉ Anh sao vất vả bằng em được Một mình nuôi cu bin Mai nghe đến đây mà bật khóc cô khóc cho cuộc đời mình, khóc vì tuổi thân. Bao năm nay cô đã mạnh mẽ lắm. Ai hỏi về bố cô Bin, cô đều nói cô là người đàn bà đã quá chồng. Ai cũng nghĩ thường cho cô gái mới 19 tuổi, bụng mang dạ chửa vào tận trong nam lánh nạn dị nghị, tự làm thuê rửa bát nấu cơm cho đám thợ thuyền, rồi làm đủ các nghề đến lúc vượt cạn, rồi chăm cô Bin nhiều lúc đêm cô ôm con mà không kìm nổi nước mắt. Nhiều người đàn ông thấy cô còn quá trẻ, cũng chẳng ghẹo chiêu đùa. Nhưng cô như con chim sợ cảnh cong, không bao giờ dám bén mảng lại gần một người đàn ông nào hết. Nhiều lúc mệt mỏi, cô thèm một hơi ấm, một bờ vai dựa vào. Dù gì bây giờ, cô mới có 24 tuổi, còn quá trẻ cho một lần lầm lỡ dại dột Nghĩ về cuộc đời mình, mai tuôn trào nước mắt. Cô không kìm nổi, ôm mặt khóc nức nở cảm giác bao nhiêu khổ đau kịp nén những năm qua. Cô khóc cho thỏa thuê, cô kiên cường trước cả thiên hạ, nhưng trước mặt Dũng, cô muốn yếu mềm. Anh đã cứu cô khi cô tự vẫn, cứu cô khi cô bị nhà máy đuổi việc, cứu danh dự của cô khi nhận làm chàng rể hờ. Giờ đây, anh lại cứu cô khi cô gặp nạn. Mai vừa khóc, vừa quỷ xuống chân Dũng. Anh Dũng ơi, ân tình này của anh biết bao giờ Mẹ con em mới trả được đây Dũng đang ngồi trên ghế Thấy Mai đột nhiên quỷ xuống Làm anh hốt hoảng Anh vội đỡ Mai dậy Ê Mai em đứng dậy đi Em làm vậy anh sao dám nhận Mai cứ nặng nặc ôm lấy chân Dũng mà khóc Cổ khóc như một đứa trẻ Không cần giấu giếm Dũng là người ít từng trải trong tình yêu Nên anh cũng chẳng biết dỗ rảnh Mai ra sao Nhưng nay có thêm một chút rượu trong người Dũng bỗng mạnh dạn hơn trong đêm vắng, Dũng ngồi xuống, ôm lấy cơ thể đang run lên của Mai, đôi vai gầy bao năm chống đỡ cuộc đời. Anh muốn được bảo vệ và che chở cho Mai. Mai à, nếu muốn cảm ơn anh, vậy em hãy để cho anh được bảo vệ mẹ con em suốt đời này nhé. Mai dừng khóc, ngước mắt lên nhìn Dũng. Anh Dũng, em không xứng với anh. Em là đàn bà đã có con, anh sao có thể không anh không bao giờ lo nghĩ về điều đấy em không nhớ trước hàng xóm và bà con anh đã là chồng chưa cưới của em rồi còn gì nhưng còn mẹ anh liệu bà có đồng ý không em như vậy là thiệt cho anh quá không anh chẳng thấy thiệt thòi gì đâu anh nay tậu châu lại được cả nghé anh còn mừng ấy chứ anh dũng anh quá tốt với mẹ con em sao em có thể để vết nhơ của cuộc đời mình vấy sang đời anh được? được được hết. nếu đó là vết nhơ thì hãy để lau bớt đi hoặc bôi sang người anh này. sẵn tiện tay chân anh lúc nào chẳng đầy vết nhơ dầu máy. dũng đùa mai anh cầm lấy tay cô lau sang ngực mình chiêu đùa. đôi bàn tay mềm mại của con gái vuốt qua tấm ngực vạm vỡ của anh chàng thọ sửa một thứ mềm mại, một thứ dằn chắc khiến cả hai đều khẽ sùng mình dũng nhìn mai đắm đuối ôm mặt mai dũng khẽ tiến lại gần hơn mai thì con tim mình đập mạnh mẽ cái cảm giác này khác hoàn toàn với ông vũ trước kia đó là cảm giác trơ lì vì tính toán xác thịt nhưng với dũng cô nhận thấy sự đau xót trong tim sự tham luyến được báo đáp anh cô thấy mình nợ anh cả cuộc đời này cả thân thể này có bao nhiêu cũng không thể đền đáp hết ơn tình Chào cho anh, cô không hề hối tiếc. Đời cô lầm lỡ một lần, nhưng lần này tìm cô không lầm lỡ. Mai khóc, hàng nước mắt chảy dài quanh má. Dùng ân cần, hôn lên đôi mắt của Mai, hôn lên cả dòng nước mắt đang chảy quanh rất dịu dàng. Nhưng thân thể cả hai đã nóng bỏng vì diệu, vì tình. Mai chẳng còn là cô gái 18, bẽn lẽn dìn vàng giữ ngọc nữa để mà làm giá để mà làm kiêu đàn bà cũ như cô có sự trải đời cũng chẳng hành động nông nổi còn tìm cô đã hẹn sẽ rung động vì tấm chân tình của dũng trong ánh trăng mở nhẹ trên nền đất của gian phòng ngoài cả hai nằm trên tấm vải áo mưa mỏng tấm lưng mai mắt lạnh vì gió vì chạm đất cơ thể cô đẹp đẽ làn da vẫn mỏng manh trắng mịn người đàn bà một con đầy đặn mặn mà vô cùng gợi cảm trước ánh trăng dũng nâng niu mai anh quỳ xuống trân trọng từng tấc da thịt của cô lần đầu mai được yêu một cách trân trọng như vậy không như những trận cuồng phong vũ bão như chiếm đoạt cô của ông vũ những lần quất ngựa truy phong chỉ đổi lấy cơ hội cho một công việc một năm bên ông ta mai là công cụ phục vụ không hơn không kém đối với dũng mai có niềm tin tình yêu, sự hòa hợp của hai người đồng điệu và quan trọng là sự tự nguyện chân thành. Dũng ôm chặt eo Mai, ngầm ngà nơi núi đồi đầy đặn của bà mẹ một con. Dũng cũng đã cùng với Thúy người yêu cũ mấy lần định vượt rào. Nhưng ở Thúy, anh không có sự mê đắm như ở Mai. Chính vì vậy, Dũng chưa một lần đi quá giới hạn, dù rằng anh cũng nhiều tuổi rồi đôi khi khao khát và cũng thèm thuồng lắm chứ. Trong đêm, ánh sáng lờ mờ của ánh nến leo lét, mài đẹp lắm, thân thể uốn cong như đó hoa vươn lên từ bùn lầy, mà người tươi tắm cho đó hoa đấy chính là Dũng. Bao năm chôn giấu cảm xúc, Này cô mới được tưới mát, nhựa sống căng tràn trong người. Cả Dũng cũng vậy, sự kiểm nén lâu nay của chàng trai 35 tuổi khiến Dũng trở nên hùng dũng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết tiếng thở của Dũng cùng tiếng âm ư phát ra cổ họng của Mai làm Dũng phân khích và hạnh phúc. Vậy là Mai chính thức là của anh rồi. Thật sự thì sau khi Thúy rời đi, đã có một khoảng thời gian anh cảm thấy cuộc sống này vô cùng nhàm chán. Giờ đây Mai là vầng dương đã xua đi tấm màn đêm đen tối. Căn nhà này từ nay như có nguồn sống. Từ hôm đó, Mai ở lại với Dũng, cuộc sống ba người như một gia đình nhỏ. Hàng ngày, Mai nấu cơm và đưa cô Bin đưa gửi trẻ gần đấy. Cô phụ giúp Dũng việc quẩy quán. Hai người nhận thêm sửa quạt, sửa đài điện, sửa xe máy và xe đạp. Trước Mai từng làm văn thư rồi, nên sổ sách giao hàng nhập hàng, Dũng giao cho Mai. Cả nhà ba người dùng ấm cúng trong căn phòng nhỏ. Cô bin từ khi gặp được bố Dũng thì thích lắm. Bố con cứ tiếu thiết cả ngày bên nhau, Cả hai có một bữa cơm vui vẻ đầm ấm. Tôi đến khi con ngủ, Mai không quên dành thời gian chăm sóc Dũng. Cô xoa bóp vai cho anh dễ ngủ, rồi cả hai cũng chẳng quên bồi đắp, trao cho nhau thêm nguồn sống, nạp thêm năng lượng cho ngày mới. Có lẽ, ông trời cho hai người cái duyên cũng nên. Quán sửa chữa đồ gia dụng của anh càng ngày càng đông khách. Anh tháo bát khéo tay nên học thêm nhiều nghề sửa và lắp ráp đồ điện. Vì vốn dĩ, dũng làm ở phòng thông tin lại từng được cử đi học ở liên xô nên anh nhạy bén hơn mọi người gòm góp bao năm theo anh em trong nghề nay vừa có cô người yêu mới anh mạnh dạn tậu hẳn được con xe simson để tiện đưa người yêu về quê gớm chứ có chiếc xe máy cô bìn được ngồi hẳn trên bình xăng cười tít cả mắt buổi tối khi cơm nước xong dũng nói với mai giờ chúng ta đã sống với nhau như vợ chồng rồi anh nghĩ anh phải xin được rước em về thôi Không để em chịu thiệt được Mai thấy Dũng nói vậy Cô rơm rớm nước mắt Nhớ lời bà thơ dặn khi xưa Vốn đi sinh con khi trở về Có chồng rồi thì chẳng ai nói được gì Và người chồng ấy vẫn là Dũng Mai nghĩ ông trời đã thử thách cô quãng thời gian đau khổ Giờ đây lại trả cho cô những ngày hạnh phúc Mai khóc hôn lên đôi môi Dũng Cô không ngừng cảm ơn anh Dũng chiều đùa bế Mai lên giường đòi Mai trả công. Nếu đã nhận lời rồi thì phải xin cho anh một cô công chúa đấy. Em tưởng anh thích con trai. Anh có con trai rồi mà, cô biên đó thôi. Giờ anh cần một cô công chúa xinh như em ấy. Mai uốn éo khi Dũng cứ rúc rích trêu đùa cô. Dũng hôn Mai ngấu nghiến, dưới ánh trăng, Dũng lần mở từng hàng cúc áo. Anh trân trọng và yêu Mai, yêu từng nơi anh chạm vào. Mọi điều tốt đẹp nhất anh đều dành cho Mai, cũng như Mai đã trao chọn cho anh cả trái tim và thân xác. Đêm nồng nàn và quyến luyến, cô uốn cong người, run lên từng nhịp đón nhận những tinh túy nhất Dũng trao gửi, cùng niềm tin sẽ kết tinh tình yêu của hai người. Sau khoảng thời gian ở bên nhau, thì Dũng đã đưa cô và cô biên về quê. Hôm về quê, nhìn ba người chở nhau trên chiếc xe Simpson, phải nói là ba mẹ cô rất mừng, cả làng ra xem chiếc xe oách nhất thời bấy giờ. Khi thấy con gái mình giờ đã có gia đình trọn vẹn, bà Thơ là người hiểu rõ nhất sự tình. Bà nhìn Dũng như thầm cảm ơn cậu con sẻ hụt này, này lại thành con sẻ thật. Thầm cảm ơn Dũng đã yêu thương và chấp nhận con gái bà. Hai ông bà làm cơm, mời anh em họ hàng đến, cốt để báo tin, vợ chồng mai đi làm xa, trở về nhà đã có của ăn của đẻ khỏi phải nói ông lành cười khoái chi lắm ra điều con gái thoát ly thành đạt mở mày vở mặt với dòng tộc dưới quê mọi người vẫn luôn sợ hai chữ tai tiếng nên nhiều cô lầm lỡ chỉ còn nước bỏ xứ mà đi chứ nào ai dám về làng mai và dũng về ở lại nhà ba mẹ cô mấy ngày nữa anh sửa sang lại nhà giúp hai ông bà dọn mảnh vườn phía sau làm khu vui chơi cho cô bin Cô cậu về quê thì thích lắm Thằng bé 5 tuổi rồi Miệng cứ véo vo nói Làm cả nhà ai cũng thích mê Có trẻ con Nhà cũng rộn vui tiếng cười Buổi tối bà Thơ tính gặp riêng Dũng Bà lo lắng hỏi Dũng Nếu như yêu thật lòng thì hãy tiếp tục Còn nếu như anh chỉ là tình cảm nhất thời Thì nên dừng lại Để tránh cho cô gặp phải tổn thương thêm lần nữa Nhưng anh rất kiên quyết mà khẳng định Tình yêu của mình là thật lòng thật dạ. Bà Thơ thấy vậy cũng chỉ gật đầu rồi đặt niềm tin vào anh. Quay lại thành phố, anh quyết định vài hôm tới dẫn cô về nhà ra mắt. Trong bữa cơm, bà Tâm nhã nhặn hỏi chuyện cô và thế ưng cô con dâu này vì cô nhìn đẹp người đẹp nét, Hai đứa lại có vẻ tâm đầu ý hợp. Sau khi chia tay Thúy, thì con trai chịu yêu, bà Tâm cũng mừng. Trong lúc nấu cơm, bà Tâm dò hỏi lý lịch con dâu hiện tại mai đang làm gì rồi hả cháu mai rất ngại câu hỏi này nhưng cô biết không có bà mẹ nào lại không muốn biết rõ lai lịch của con dâu thời đó họ rất coi trọng danh tiếng cô trả lời dạ trước cháu cũng đi làm ở nhà máy ạ à? nghe con dâu cũng là người có trình độ bà tâm hồ hỏi vậy à trước anh dũng cũng làm ở nhà máy đấy thế hai đứa có biết nhau không dạ vâng cháu cũng biết anh dũng trước đây ạ à? Anh Dũng làm phòng thông tin, anh giỏi lắm bác ạ. À? Đúng rồi đấy, thằng Dũng nó học giỏi lắm, được cử đi học ở Liên Xô mà. Chả hiểu sao, đang làm chỗ ngon lành. Lại một mực đòi về nhà mở quán, bác không cản nổi. Nhà bác thì gia đình cơ bản, nên lúc Dũng nghỉ làm nhà nước, hai mẹ con chiến tranh lạnh mấy năm liền đấy. Giờ nó chịu lấy vợ rồi, thì bác cũng mừng. Mai thì hơi e ngại, tự dưng biết lý lịch của Dũng tốt như vậy cô lại thấy mình không xứng bà tâm chợt lên tiếng à bác ra chợ mua ít hoa quả về thắp hương báo cho bố thằng dũng một tiếng chắc ông vui lắm nói rồi bà tâm cầm nón đạp con xe phượng hoàng ra cổng mai thấy mẹ dũng vui lắm cô lại cảm thấy lo sợ mẹ dũng là người trọng danh tiếng nếu biết được quá khứ của cô thì sẽ ra sao đây bà tâm hồ hỏi ra chỗ hàng hoa quả tiếng thúy lạnh lót Cô bác Tâm, bác mua hoa quả đấy à?" Bà Tâm nhìn thấy Thúy thì nhanh bước đến, Thúy trước đây cũng là con dâu hột của bà, cô ta thích Dũng lắm, cứ săn đón mãi mà Dũng không chịu, nhiều lần chiều mẹ, Dũng cũng thử hẹn hò với Thúy nhưng cứ gượng ép sao ấy. Thúy trước làm cùng nhà máy với Dũng và Mai, cô ta nhanh nhẹn hoạt bát và bạo dạn, theo đuổi mãi Dũng mà chẳng thấy Dũng ngỏ ý gì cả. Thúy cảm thấy Dũng không có chi tiến thủ không chịu làm nhà nước mà cứ thích đi sửa đồ điện. Thúy không thích, rời bỏ Dũng trong sự ấm ức. Cô ta thấy Dũng chịu yêu ai thì vẫn luôn mơ tưởng rằng Dũng vẫn còn vương vấn mình. Bà Tâm thấy Thúy thì cũng vội vàng khoe để lấy tiếng cho con trai mình khỏi cái danh là ế vợ. Mấy hôm nữa, Thúy đi đám cưới anh Dũng nha. Ô, anh Dũng lấy ai à bác? Anh Dũng có người yêu mấy năm rồi mà bác không biết, lại cứ tưởng nó ế anh dũng làm gì có ai mà yêu mấy năm mà? có đấy người yêu nó tên là mai trước bảo làm cùng nhà máy sau này hai đứa đều xin ra ngoài làm mai nào vậy bác có phải mai người vùng kinh bắc không ạ à? ờ à, đúng rồi đấy đẹp người hát hay lắm lại còn khéo nữa chứ thùy bỗng cười vang lên khéo cái gì hả bác thùy bỗng cười vang lên khéo là đúng rồi bác khéo mùi chài đàn ông bác ạ à? Cô ta thì cháu lạ gì Tiếng tăm cả nhà máy biết Chửa hoang bị đuổi khỏi nhà máy Đã vậy anh Dũng nhờ giúp cô ta Đưa sơ bến xe Thế mà cũng bị vạ lây đấy Đợt đó tai tiếng ầm ầm khắp cả nhà máy Phải bỏ việc về quê mà Thật thế á à? Thật đấy bác Anh Dũng nhà mình tù tạch lắm Hình như nhận giúp nó Cuối cùng mất hết danh hiệu Cháu nói mà không nghe Đúng là dây vào nó mất cả tương lai Bà Tâm nghe xong mà giận run cả người, bà tức tốc về nhà quên cả mua đồ. Bao nhiêu suy nghĩ đen tối cứ quẩn quanh lên trong đầu bà. Giận thẳng con ngu dại một phần, bà giận mai mười phần. Nghĩ về chuyện, Dũng lấy một cô gái đã có con về nhà, bà Tâm như muốn phát điên lên. Trong bữa cơm, bà Tâm không nói lời nào, mặt vô cùng nặng nề. Sau bữa cơm, khi mai giận rửa bát dưới bếp, bà Tâm đã kéo Dũng vào trong phòng. Cài Thúy nó yêu con thì con không lấy, không chịu. Giờ đứa này có con rồi, mà con lại lấy nó à sao hả Dũng? Trên đời này, hết đàn bà phụ nữ hay sao, mà phải đi cưới một đứa có con như thế. Mẹ sẽ không chấp nhận đâu đấy. Vào làm dâu nhà này thì phải là người đàng hoàng, chứ sao lại tùy tiện như thế được. Anh hơi cau mày vì câu nói đó của mẹ mình, nhưng Dũng cũng hiểu vì sao mẹ anh lại như vậy. Vốn mẹ anh là giáo viên cấp 3 về hưu, bộ anh là bộ đội đã mất từ lâu mẹ một mình ở vậy nuôi anh khôn lớn vô cùng vất vả xin cho anh được một chân vào nhà nước ai ngờ anh lại bỏ việc ra là một anh thợ sửa chữa đồ điện lại còn đòi cưới một người đàn bà đã có con mẹ à nhưng con yêu mai thật lòng dù mai có con với ai con cũng chấp nhận đó là chuyện quá khứ sau này con với mai cũng sẽ có con mà bà tâm nghe vậy càng gắt ôm lên nhưng con có hiểu cái cảnh con tôi con chúng ta chưa rồi sau này cơm áo gạo tiền liệu con có bao dung được nổi không rồi chồng cô ta là ai liệu người ta có quay về đòi con không rồi người đời người ta dị nghị việc con bị đuổi việc đã quá nhục nhã rồi bây giờ con vẫn còn muốn mẹ à mẹ đừng nhắc đến chuyện đó nữa chuyện đó con quên lâu rồi con quên nhưng nó vẫn là vết nhơ đấy con vết nhơ nào chứ Nhơ hay không là do mọi người nhìn nhận mà thôi Sao mọi người lại có quyền bôi nhọ danh dự của người khác vậy Còn không cho phép ai vấy bẩn lên cuộc đời mai Bà Tâm giang cánh tay tát rất mạnh vào mặt Dũng Bà chỉ tay vào mặt Dũng mà mắng Thẳng mắt dậy này Mẹ nuôi mày ăn học, nuôi mày lớn Bây giờ chỉ vì một đứa con gái Mày về nhà tỏ thái độ đó với mẹ sao Anh thấy mẹ mình có vẻ không vui cho nên cũng cố gắng nhẹ giọng lại và nói con xin lỗi mẹ ạ à, chỉ là con mong mẹ sẽ có cái nhìn thoáng hơn về chuyện yêu đương của con thôi tôi không cần cậu dạy khôn cái nhà này chỉ chấp nhận một đứa con dâu đàng hoàng tử tế mà thôi còn cái loại như vậy đừng hòng bước chân vào cái nhà này bà ấy nói xong thì đi thẳng lên phòng anh biết là rất khó thuyết phục mẹ mình mai đứng bên ngoài cô như chết lặng bởi câu chuyện và sự phản đối của bà tâm mai cũng biết là mẹ anh không thích mình cho lắm nhưng cô vẫn luôn hy vọng rằng sau này bà ấy sẽ thay đổi dụng cũng không muốn cô phải buồn phiền cho nên lần nào anh cũng nói tốt để cô đỡ phải nghĩ nhiều anh sẽ cố gắng nghĩ cách để thuyết phục với mẹ mình bây giờ anh không muốn buông tay cô nữa anh biết tình yêu không dễ tìm cho nên phải cố gắng mà bắt lấy đâu phải Ai cũng tìm được định mệnh của đời mình chứ Hôm sau Dũng được bà Tâm nhờ đưa đồ lễ về quê Táp Hương Còn bà tranh thủ tới để nói chuyện riêng với Mai Một lần cho xong Bà đứng bên ngoài quán sửa đồ Thì thấy thằng bé chừng 5 tuổi Đang bê những cái quạt Những cái ốc vít cất gọn vào góc Trời ạ à, bé thế kia mà đã nhanh nhẹn biết việc quá Cô Bin thấy người lạ nhìn vào Nên chỉ dám đứng trong hàng rào mà hỏi dạ chào bà bà tìm ai vậy đây có phải là nhà của cô mai không bà muốn tìm gặp mẹ con mẹ con có ở nhà không thằng bé lắc đầu đáp dạ không bây giờ mẹ con đi công việc rồi ạ à. chút nữa mẹ con mới về hôm khác bà quay lại hoặc là chờ mẹ con đi ạ à. thằng bé bảo chờ nhưng nó không dám mở cửa cho bà vì mẹ đã dặn là không được mở cửa cho người lạ nên thằng bé chỉ đứng nhìn thôi Bị bắt phải đứng chờ đợi Nên bà Tâm có chút khó chịu Nhưng hôm nay bà đã quyết tâm Phải nói chuyện với cô cho bằng được Nên chỉ đành chịu thôi Khoảng hơn 15 phút sau đấy Cô cũng đã về tới Nhìn thấy bà Tâm đứng ở bên ngoài Dạ cháu chào bác Bác đến chơi ạ à? Ừ tôi đến tìm cô có chuyện Thấy là bà Cô có chút trầm xuống Hôm nay bà tìm tới tận đây Thì cô đã cảm thấy không lành rồi Vậy con mời bác vào nhà ngồi nói chuyện luôn ạ. À? Bà Tâm vào trong quán, mấy năm nay mẹ con giận nhau nên bà cũng chưa có dịp vào bên trong quán xem cuộc sống của con ra sao. Quán nhỏ nhưng gọn gàng ngăn nắp, nhìn đã biết có bàn tay phụ nữ. Bà Tâm lựa ngồi xuống ghế và nói luôn. Hôm nay tôi tới đây là muốn nói chuyện với cô một lần cho xong. Tôi nói cô biết Gia đình tôi chỉ chấp nhận những người phụ nữ đàng hoàng, chứ không phải loại gái một con như cô. Tôi không biết giữa cô và con trai tôi đã có những gì, nhưng tôi nhất quyết sẽ phản đối thế cùng. Cho nên, cô nên tự biết điều mà rời đi đi. Dạ thưa bác, Chào với anh Dũng thực lòng yêu nhau. Tôi không biết cô yêu nó như nào, nhưng nếu càng yêu nó, thì cô nên rời xa nó thì hơn. Cô biết vì sao không? bà bắt đầu chậm rãi kể hết mọi câu chuyện cho mai nghe từ khi dũng đứng ra nhận trách nhiệm như nào rồi anh bị kỷ luật ra sao bao nhiêu năm dũng mang trong mình một vết nhơ mang tiếng hủ hóa để mơ ước được đứng dưới lá cờ đảng của anh cũng không thành bao nhiêu năm ăn học thành người cuối cùng bị tai tiếng đạo đức suy thoái rồi anh bị giáng chức cuối cùng là nghỉ không lương từ một anh trí thức học cao đành về làm anh thợ sửa chữa đổ điện. Một chàng trai thư sinh, nay trở thành một người đàn ông xương gió. Một chàng trai chưa vợ chưa con, mà lý lịch để lại một vết nhơ không thanh minh nổi. Năm năm nhận tai tiếng hộ người ta, giờ đây lại còn định nuôi con hộ người ta nữa. Hỏi sao người làm mẹ như bà không đứt ruột gan. Dũng là niềm hy vọng lớn nhất của đời bà. Mai ngồi im bất động những lời bà Tâm nói, như xẻ đát tâm can cô. Bà Tâm nói, mà kèm theo đó là hàng nước mắt, cứ sưng đầy đôi mắt đã nhăn nheo héo úa của bà. Mai à, thôi, bác xin cháu, đừng làm khổ thằng Dũng nữa. Cháu ấy rời xa con trai bác đi, để nó còn làm lại cuộc đời. Vấy bẩn đời nhau như vậy, đã là đủ rồi. Không để cho cô kịp trả lời, bà ấy đã quay người rời đi. Cô như đứt từng đoạn ruột, đau lòng, đôi mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt. Cô còn tưởng là mình sẽ tìm được một hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Nhớ lại những khoảnh khắc bên anh, cô lại chạnh lòng. Hôm đó, cô ở trong nhà mà trong đầu cứ liên tục suy nghĩ về những chuyện lúc nãy mẹ anh nói với mình. Thật sự, cô chỉ mong rằng mình có thể tìm được một chút hạnh phúc bên cạnh người đàn ông mình yêu nhưng dường như tình yêu cho một người đã từng có con như cô rất khó khăn thì phải cô nhìn đứa con trai chưa đầy 6 tuổi của mình đang say giấc ngủ trên giường mà chạy lòng mai cũng muốn con mình có một gia đình ấm êm và hạnh phúc những lúc cô thấy thằng bé chơi với dũng thì cũng vui vẻ lắm tuy cô đã cố gắng chăm sóc và để ý tới con nhưng có những chuyện chỉ có người làm ba mới làm được với con mà thôi Vài ngày sau đấy, Mai vẫn ở trong quán như bình thường. Và tất nhiên là anh cũng không hề biết chuyện mẹ mình đã tới đây làm khó cô. Anh chơi với cô Bin vẫn giống như mọi ngày. Hai người trông vui vẻ lắm. Hôm nay cô nấu một bữa cơm thịnh soạn. Cả ba cười nói vui vẻ. Trong bữa ăn, Dũng cứ trêu cô Bin suốt. Hôm trước, anh còn đưa cô Bin đi mua cặp sách và bút vỏ để chuẩn bị vào lớp 1. Bao năm thằng bé, vì không có cha, mà thiệt thòi hơn các bạn ở lớp nhà trẻ rồi. Giờ anh sẽ dắt tay con vào lớp 1, bước đi đầu tiên trong việc học hành. Anh muốn mình là người cầm tay con. Anh thương cô Bin, thương cả Mai nữa. Cô Bin ăn vội vàng, sau đó chạy ra cầm chiếc cặp sách bố Dũng mua, cả tập vở nữa, cả chiếc bút chì nó thích mê khoe với Mai. Mẹ Mai nhìn này, bố Dũng mua sách vở cho Bin đấy, Bin sắp vào lớp 1 rồi. Dũng xoa đầu thằng bé, anh khen. Cô Bin phải nhớ chăm học nhá, học giỏi, sau này vào nhà nước. Không, Bin muốn làm thợ sửa đồ như bố Dũng. ấy không, bố Dũng học không giỏi, nên làm thợ. Cô Bin học giỏi, sau này làm thầy chứ. Mày nghe vậy mà đắng thắt lòng. Cô chính là vật cản của đời Dũng. Vì cô, Dũng đã phải từ bỏ ước mơ của mình. Lúc này, mặt mày đã đỏ hoe lên. Cô thu dọn mâm bát, dạo bước đi xuống bếp. Dũng nhìn theo, thấy hôm nay Mai hơi khác, nhưng anh lại nghĩ có lẽ Mai lại tủi thân rồi. Buổi tối đi ngủ, Dũng ôm Mai thủ thỉ, anh chỉ muốn bù đắp cho Mai thôi. Mai này, đợt tới cô Bin đi học rồi, chúng mình xin em cho cô Bin đi. Anh thích một nhà chúng ta bốn người bên nhau lắm, có anh, có em và các con. Mai nói, anh đang phát triển công việc, mình sinh con em sợ sợ gì việc kiếm tiền đã có anh lo rồi giờ anh chỉ muốn làm việc gì vì em và các con thôi bao năm qua anh sống lãng phí quá vì thời gian đó anh không có mục tiêu phấn đấu nào cả giờ có em và các con đó sẽ là động lực cho anh mà nghe dũng tâm sự mà cô quặn thắt nỗi lòng anh thương cô như thế vậy mà cô chẳng giúp gì được cho anh đêm đó Dũng lại chăm chỉ cày bừa Anh muốn Mai sinh con cho anh Chỉ có vậy Mai mới không có ý định rời xa anh Dũng nâng niu và yêu chiều Mai lắm Anh muốn trói cô lại vào cuộc đời anh Để anh được yêu, được thương, được bù đắp cho cô những đau khổ Hai hôm nữa Dũng đi một chuyến hàng buôn xe đạp thống nhất trên Lạng Sơn Đợt này mấy anh em rủ nhau đi một chuyến lớn Cũng tầm tuần trời Trước khi đi Dũng căn dặn Mai sau đợt buôn này anh kiếm được kha khá sẽ mang chầu cao xuống hỏi cưới cô anh sẽ cho cô một đám cưới thật lớn dũng hăm hở đeo ba lô lên vai hẹn anh em cùng bắt xe lên vùng giáp biên đánh hàng về dũng đi mai ở nhà dọn dẹp đồ đạc ở quán lại quần áo của hai mẹ con cô cũng gói ghém cô phải rời khỏi căn nhà này trả lời anh về với cuộc sống bình thường anh không đáng phải vất vả vì con của người khác Cô Bình, sáng nay mẹ gọi dậy sớm, hai mẹ con ra bến xe về quê, mai để lại mảnh giấy nhắn Dũng. Anh Dũng à, em và Cô Bình phải rời đi rồi, xin lỗi đã không nói được lời chào tạm biệt anh, nhưng em muốn đi tìm bố đẻ của Cô Bình. đó mới là người bố mà Cô Bình cần. Em cảm ơn anh vì đã cho mẹ con em tá túc ở đây một thời gian. Tạm biệt anh, xin đừng tìm em. Cô viết những dòng chữ này mà tim đau đớn nghẹn ngào. Một tuần sau, Dũng trở về nhà, nhìn căn phòng im ắng không có hơi người ở, chỉ còn mảnh giấy mai để lại. Anh đau đớn nghẹn ngào, nhìn căn phòng đã được thu dọn sạch sẽ, chẳng còn quần áo của Mai ở đây. Vào phòng cu bin cũng trống trơn, còn duy nhất chiếc cặp sách và tập vở của cu bin để ngay ngắn trên bàn học ôm chiếc cặp sách trên tay mà dũng bật khóc thành tiếng. Lần đầu tiên người đàn ông bật khóc vì sự bất lực không giữ nổi người mình yêu. miệng đòi quá cay đắng. Bao nhiêu năm viết như mãi chẳng thể nhạt màu. Dùng ôm chiếc cặp sách trong tay rồi tiếp đi. Anh rất mệt. Đêm đó dũng sốt. căn nhà không có bóng người. Buổi sáng bà tâm đi qua thấy quán xá đóng cửa im lìm thì thấy lạ. biết dũng đã về rồi sao còn chưa mở hàng. Bước vào bên trong, căn nhà có mùi ẩm mốc. Gọi mãi chẳng ai thưa. Bà đi hẳn vào bên trong. Thấy Dũng đang nằm co quắp trong góc buồng tối, miệng rên hừ hừ. Dũng sốt cao quá. Bà Tâm đưa Dũng đi viện, mới phát hiện trên vai Dũng có một vết thương rất sâu, đang nhiễm trùng. Bà thở dài bất lực. Thẳng con dại dột đến ốm vì tình. Dũng ở trong viện được ba hôm, thì trốn khỏi bệnh viện, hôm đó dũng dường như sụp đổ một lần nữa anh lại đánh mất cô gái của mình hay sao cô đi đâu anh cũng không biết bây giờ hai mẹ con cô đang ở đâu cũng không rõ anh đi vào một quán rượu rồi ngồi trong đó gọi mấy chai rượu ra uống liên tục tối đó anh về nhà khá trễ say xỉn còn nôn hết mấy lần ở ngoài đường nữa bà tâm vào viện không thể dụng đâu ghé qua quán đã thấy dũng đang nằm vật vờ trên ghế trên vai vết thương vẫn còn đang sớm máu bà nhìn thấy con trai mình uống rượu say xỉn thì cũng rất lo lắng mà chạy tới đỡ nhưng dũng gạt tay bà tâm ra mẹ buông ra đi không cần đâu mẹ về đi bà tâm sẵn bực dọc trong người thuê y tá tới nhà xử lý vết thương cho dũng từ hôm đó tối nào anh cũng lại ghé vào một quán rượu có lẽ thời gian gần đây anh đã trở thành khách quen của quán rượu này luôn rồi Hôm nào anh đến thì cũng sẽ uống tới mức say xỉn rồi mới về nhà. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh về tới nhà với tình trạng say xỉn, dáng đi thì loạn choạng, nhìn cứ như là có thể ngã bất cứ lúc nào. Đời anh ở quán vẫn luôn là bà Tâm, nhìn con với bộ dạng thế này bà không yên tâm. Còn làm cái gì mà ngày nào cũng uống rượu vậy hả? Như vậy hại cho sức khỏe lắm đấy. Vết thương mãi chưa lành vì con chẳng chịu kiêng khem uống thuốc. Bà ngồi xuống sofa mà thở dài. Bà chỉ là muốn con mình có thể yêu đương với một cô gái đàng hoàng và tử tế. Không lẽ như vậy cũng là sai hay sao? Nhưng nhìn con mình như thế, bà cũng thương lắm. Cũng đâu có người mẹ nào có thể chịu nổi khi nhìn thấy con mình như vậy đâu chứ. Buổi sáng dưới quê, trời còn hơi sương lạnh. Mai dậy từ rất sớm, nấu ăn cho cả nhà đi làm đồng sương sớm lạnh, mai ngồi nấu cơm, mùi cơm sôi khiến cổ họng cô ngây ngấy, mà thi thoảng cô lại quẹ khan. Mai buồn rầu nhìn xuống bụng, bé con sao lại đến với cô lúc này? Bà thơ trong nhà thở dài, hôm hai mẹ con dắt díu nhau về, bà vui lắm, tưởng hai mẹ con về chơi, thế mà hơn một tuần liền chẳng thấy Dũng xuống đón, rồi lại chẳng thấy Mai nói gì về đám cưới cả. Bà cũng đoán là có chuyện Mai lúc nào cũng ủ rũ Bà đoán chuyện không lành rồi Giờ lại thấy Mai có dấu hiệu mang thai Tâm trạng của bà càng thêm nặng nề hơn Ông lành sáng ra ngồi hút điếu thuốc lào Giọng lèm bèm Cưới xin cái gì nữa Rồi khéo lại bị nó lừa rồi Không lẽ lại sửa hoang lần nữa Thôi Ông bớt độc mồm lại đi Con nó đang buồn Sao ông cứ phải nặng lời với con như vậy thì tôi nói sai đi à Nhìn như này là biết người ta không cưới rồi còn gì Rồi đẹp mặt chưa Ông lành tức giận Vác quốc ra ruộng Cơm sáng cũng chẳng thiết ăn Mai dưới bếp Nghe bố nói vậy Cô cứ ngồi bó gối rơm rơm nước mắt Việc cô làm cô chịu Đặng đường quá thì lại bỏ xứ mà đi Nhưng cô thương cô Bin còn bé quá Bà mẹ con liệu có sống nổi không Cô Bin một tuần nay về quê Mới đầu thằng bé thích lắm, nhưng nó nhớ bố Dũng và một phần cứ ấm ức mãi vì mai đi vội, quên mang cả chiếc cặp sách mà cô Bin thích. Nó ngồi bệt ra sân, cứ dỉ dè mẻ nhau với mai. Sẵn tâm trạng đang bất ổn, mai bực quá, định giơ cây đũa cả dọa thằng bé. Thằng bé khóc ẩm lên, nó ấm ức bao ngày qua rồi, tiếng bà thơ trong nhà vọng ra. Sao mẹ cứ mắng con nó hoài vậy? Cô Bin của bà đòi mẹ cái gì nào? thằng bé phụng vịu. Mẹ Mai quên cặp sách của Bin rồi, Bin muốn học viết chữ với bố Dũng cơ. Phía trước bụi hoa dâm bụt trước cửa nhà, bóng Dũng thập thò đứng đấy. Trên tay anh đang cầm chiếc cặp sách của cô Bin, nhìn con khóc đòi tập vở, mà anh chỉ muốn chạy vào ôm lấy con. Anh thương thẳng bé quá. Mai thì còn khóc đòi sách vở, mà cô quặn lòng lại. Ở lâu với Dũng, nó vừa quen với việc có người bố là Dũng. Vậy mà giờ đây cô lỡ chia cắt cô Bin với anh Bà thơ thương con xót cháu Bà lên tiếng Thôi cô Bin đi chợ với bà không Đi bà mua bánh rán cho ăn Thằng bé sừng khóc Chạy díu chân theo bà ra cổng Dũng đứng ngoài Không kịp lấp đi đâu Bà thơ đã ra đến ngoài cổng Cô Bin thấy Dũng Thằng bé reo lên chạy đến ôm chặt lấy vai anh Vài Dũng vẫn còn đau, mà anh vẫn nở nụ cười bố mang cặp sách xuống cho bin này Mãi về quê trôi hay sao mà quên cả sách vở viết cụ bin ôm lấy chiếc cặp nó dìu dít chạy lại chỗ bà ngoại để khoe đấy cặp bố dũng mua cho bin thế bà ngoại bà ngoại thấy đẹp chưa bà thơ nhìn dũng dũng cúi đầu chào bà thưa bác con có chút việc bận nên xuống đón mai muộn quá ạ à? ừ không sao xuống là tốt rồi bác đi chợ chút con vào trong đi Mai nó đang nấu cơm đấy Chưa ở lại ăn cơm luôn Dạ vâng con cảm ơn bác Được mẹ vợ ngầm tạo cho cơ hội Anh nhanh chân chạy vào nhà Còn bà thơ thì vui vẻ Dắt thẳng cháu đi chợ Bà thấy vui khi nhìn vào mắt Dũng Bà biết Dũng là người tốt Cậu ấy sẽ không bỏ rơi con gái bà Dũng đi vào sân Trong bếp Mai đang lối hối nấu cơm Đặt thêm siêu nước Lát và ấm lá vối cho ông lành Đi làm đồng về uống Dũng thấy Mai dáng mảnh khảnh, cứ cầm cụi, anh vừa thương, vừa nhớ, vừa giận Mai. Dũng bước vào bếp, cái bếp hơi nhỏ so với dáng người to cao của Dũng. Dũng ôm chầm lấy Mai từ phía sau. Mai giật mình khi thấy có người lạ tự dưng ôm mình. Nhưng ngửi thấy mùi thơm của Dũng, cùng cái cằm dâu ria lún phốn, cứ cọ vào cổ, làm cô thấy ngứa ngáy. Cô nhận ngay ra là ai, bởi cơ thể này cô đã quá quen rồi. Dũng thì thầm vào vảnh tay Mai. Mai à, sao về quê chơi gì mà lâu thế? Có biết anh nhớ em lắm không? Em đấy, đi gì mà vội vã, quên cả cặp sách của con. Làm anh vừa phải mang xuống cho con đấy. Mai ngạc nhiên, hai tay định gỡ vòng tay Dũng ra. Nhưng càng đẩy ra, Dũng càng ôm chặt. Mặt càng ghi chặt vào hõm cổ cô hơn. Anh còn trêu đùa, cắn nhẹ vảnh tay Mai. Làm cô khẽ sùng mình. Dũng tinh nghịch trêu đùa Mai của anh vẫn nhạy cảm đến vậy Anh cứ trêu đùa tí Là cô đã mềm ướt ra cả rồi Em cũng nhớ anh rồi phải không Dũng thủ thỉ vào tay Mai Bàn tay đặt dưới eo Đã luồn vào bên trong áo Đôi tay to đã phủ lấy Thứ nghiễm nhiên thuộc về anh Nơi đấy anh chỉ hít hà Cũng thấy được nạp thêm năng lượng Mai ấm ức Nhưng không gỡ được tay Dũng ra anh không cần mang tới đây cho thằng bé đâu thế lúc anh về nhà có nhận được tờ giấy em để trên bàn không dũng tỏ ra ngạc nhiên giấy nào nhỉ anh chẳng thấy tờ giấy nào em có ghi lại gì cho anh à mai thì dũng không nhận được mảnh giấy cô sụ mặt nhưng cũng không muốn nhắc đến nữa thôi anh không nhận được thì thôi vậy ừ dũng cứ tảng vào đi anh biết vợ giận anh lâu xuống đón mẹ con em chứ gì mai xoay người lại ôm lấy dũng không em có giận anh đâu không giận mà hất anh ra ghê thế rồi dũng ôm lấy khuôn mặt hôn mai đắm đuối ngay trong căn bếp bé xíu còn thiếu ánh sáng bao nhiêu nhớ nhung đê mê anh chỉ muốn chiếm lấy mai ngay lúc này thôi anh nhớ mai quá rồi dũng gạ gẫm bố mẹ đi làm hết rồi em cho anh nhá anh nhớ em quá rồi đã hơn mười mấy ngày không gặp nhau còn gì mai cầu dũng một cái dũng nhói lên đau cánh tay dũng chưa khỏi hẳn thấy dũng nhân mặt mai hỏi anh sao vậy dũng bảo anh bị một vết thương ở vai mai hốt hoảng sao anh bị thương vậy để em xem nào vạch vai áo dũng ra mai thấy vết thương vẫn còn rớm máu ra tấm băng gạc trắng mai nhẹ nhàng chạm vào vết thương đôi mắt đã đỏ hoe lên rồi vạch vai áo rụng ra mai thấy vết thương vẫn còn sớm máu ra tấm gạc trắng mai nhẹ nhàng chạm vào vết thương đôi mắt đã đỏ hoe lên rồi cô thương anh lắm mấy lần anh đi đánh hàng ở biên giới cô đều không muốn anh đi vì ở đó đụng độ với mấy nhóm làm ăn khác nhưng lần này anh cứ quyết đi để kiếm tiền về làm đám cưới thấy dũng chẳng ngại nguy hiểm vì muốn cưới mình mai ứa nước mắt thương anh mai ôm chặt lấy dũng hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cô cuồng quýt vồ vập hôn đôi môi Dũng như muốn xoa dịu nỗi đau trong anh. Dũng chẳng thể nào bỏ qua cơ hội này được. Anh bế mai lên, đi lối cửa sau của gian bếp, ra thẳng ngoài vườn cây ôm tùm, rời gốc cây xấu xà, có chiếc trọng tre luôn để đấy. Lần trước về, Dũng đã tự mình cải tạo khu vườn sau bằng phẳng và dâm mát. Anh còn mắc võng, làm chiếc xích đu bằng cái lốp xe cho cô bin chơi này anh bế mai ra đó thiên nhiên thơ mộng lại kiến đáo sau lưng nhà dũng ngắm nhìn mai dưới ánh sáng của buổi bình minh dưới góc độ nào mai cũng đẹp quá dáng người tắt đáy lưng ong bờ mông căng tròn khuôn ngực đẩy đặn mai lúc này đang có thai nên các vòng đều căng tròn nảy nở dũng nhìn mai như thôi miên anh vẫn nâng niu mai bế cô lên đùi mình từng nhịp đều đặn hỏa quyện vào nhau đã lâu không gần gũi, mà cũng thăng hoa không kém gì Dũng. Mỉ mắt khẽ khép hờ, mọi cảm giác đều thu lại. Giờ chỉ ốc bay bổng tận tầng mây, Dũng cứ thì thầm những lời mật ngọt vào tai Mai. Bất giác, Dũng không kìm lại mà mạnh mẽ hơn. mài lo sợ, kìm giữ cơ ngực Dũng lại. Anh Dũng, em đang mang thai đấy. Thật sao? Em có con rồi à? Anh sắp được làm bố nét mặt dũng dạng dỡ hẳn lên. Trong ánh sáng của buổi bình minh, có hai người đang trao nhau những giọt ngọc của hạnh phúc. Sau khi khỏa lớp nỗi nhớ nhung, Mai đưa Dũng vào nhà xem vết thương cho anh. Mai trách, bị nặng như này mà lúc nãy vẫn khỏe thế. Dũng cười tít cả mắt. Bị nặng nữa thì khi bế em trên tay, đó vẫn là liều thuốc giảm đau đối với anh. Tối nay cho anh thêm liều giảm đau nữa nhá. Anh bậy nào, anh nói thật đây trước anh đi học thấy mọi người bảo hộ đó là thuốc kháng sinh tự nhiên thuốc tốt thế lại có sẵn tội gì không dùng mai xấu hổ đỏ bừng mặt lên anh hộ cô nấu cơm trưa khi ông lành và bà thơ đi về thì nắng đã lên trên đỉnh đầu cơm canh dọn sẵn chỉ chờ mọi người về là ăn cơm bà thơ biết ý đưa cô bìn đi chợ chơi rồi lại ra chỗ ông lành quốc ruộng mục đích nói chuyện ướm trước với chồng Giờ ông nóng tính, lại trách con rẻ. Quả nhiên lúc về, tay ông lành đã cầm thêm chai rượu nút lá chuối. Ở nhà, Mai và Dũng cũng bắt gà nấu cơm. Bữa trưa diễn ra trong tiếng nói cười vui vẻ. Chiều hôm đó, Mai cũng dọn đồ lên thành phố với Dũng. Về để cô Bin còn chuẩn bị vào lớp 1 trước. Hôm nay là thứ bảy Dũng đóng cửa hàng từ sớm. Anh đưa cô Bin trên chiếc xe Simpson. Mai thấy lạ, lúc về thì anh xách nhiều đồ lắm. Sao vậy? Hôm nay anh lại gặp chuyện gì à? Dũng bảo cô ngồi xuống, nhưng cô cảm thấy lần này có vẻ không giống như mọi lần. Đã thế, anh còn cố tình chuẩn bị cả nến và hoa nữa. Anh cầm theo một bó hoa bước tới, đứng đối diện cô. Mai có chút bất ngờ, nhưng cảm xúc của cô lúc này lại rất hỗn loạn. Cô không biết phải đối mặt thế nào với lời tỏ tình bất ngờ của anh. Mai, em làm vợ anh nhé. Chúng ta sẽ cùng ở bên nhau Anh sẽ là bố của cô Bin Với lại em đang giữ con của anh trong bụng Nên anh phải bắt em Trói em lại Nhốt em lại trong tim anh Mai phỉ cười Dũng không hề quan tâm tới quá khứ của cô Còn bản thân cô Thì đã yêu anh mất rồi Cô không muốn quan tâm tới những thứ ngoài lẻ nữa Có lẽ Ông trời cố tình cho cô và anh gặp nhau Đó là định mệnh Mai à hãy để anh chữa lành những vết thương lúc trước có được không cô cũng muốn có một người đàn ông bước tới bên cạnh mình để che chở mình qua những rông bão anh giang tay ra rồi chậm rái ôm lấy cô một cách nhẹ nhàng cái ôm của anh không mãnh liệt nhưng nói cho cô biết rằng anh sẽ bảo vệ mình bằng chính cái ôm này thế là trong hôm đó cô đã đồng ý với lời tỏ tình của anh Dũng có lẽ đã trưởng thành hơn so với cái ngày mà anh gặp Mai, anh không đủ dũng cảm để che chở cho Mai, vì lúc đó định kiến xã hội còn quá khắt khe với tội hủ hóa. Nhưng giờ đây, anh đã học được cách yêu thương và bảo vệ một người theo đúng nghĩa. Anh có thể giúp Mai chăm con, không khác gì một ông bố thật sự. Bọn họ trông rất giống một gia đình. Bà Tâm sau khi thấy tình cảm của con trai mình, và cũng nhận ra Mai là cô gái tốt. Cô chỉ là một cô gái đôi mươi, chưa nếm trải sự đời và lần vấp ngã đầu đời đầy cay đắng. Bà Tâm nghĩ thấy vừa thương lại vừa giận. Nhưng xã hội giò cũng dần thay đổi. Bà không thể mãi chìm trong định kiến về người phụ nữ như vậy được. Bà Tâm sống một mình nên muốn đón cô Bin về bên nhà vừa để đưa đón cháu đi học, vừa để dạy thằng bé học bài. Cũng là đẻ con trai và con dâu còn năng về thăm bà. Mà thằng Bin sáng dạ, học hành giỏi, làm bà tâm thích lắm. Thằng bé hiểu chuyện từ bé, thương mẹ, thương bà, thương bố. Nó như cái đuôi nhỏ theo chân bà tâm vậy. Đi đâu, bà cũng đưa nó đi cùng. Chẳng chút máu mù ruột già, nhưng nuôi cô Bin từ tấm bé, nên hai bà cháu quấn quýt với nhau lắm. Buổi sáng, bà tâm đi tập thể dục cùng mấy bà bạn, vừa bước ra khỏi cửa nhà bà đã thấy một người đàn ông dáng người gầy gò đạp xe đạp đi qua mấy bà hàng xóm xì xào ôi kìa là ông vũ trước làm giám đốc nhà máy đấy ngày xưa đường trước ra oai phách lối lắm nghe bảo bị vi phạm kỷ luật về nhiều tội giờ đang phải chịu cảnh bần hàn và cô đơn một mình trong gian nhà cấp bốn đi thuê vợ bỏ bao nhiêu tài sản có giá trị phải bán đi cả căn biệt thự cao tầng nghe đâu cũng bị ngân hàng tịch thu nốt vì con cái vỡ nợ. Đấy, thời gian nhanh với người này nhưng lại chậm với vài kẻ khác. Thầm thoát mà đã mấy chục năm trôi qua, vì cán bộ trước kia ngồi trên mấy trăm người, chả biết có phải do số phận sắp đặt hay không mà ngôi nhà của ông đang ở lại có cái cửa sổ đối diện với nhà của Dũng. Dũng của ngày xưa giờ đã thành một cụ già gần 70 tuổi, vẫn dáng người gầy gò nhưng không mất đi vẻ nho nhã ông bà có với nhau một người con gái ngoài 30 tuổi đang làm cô giáo. Còn cụ Bin khi lớn lên học hành rất giỏi. Năm 30 tuổi, anh cũng hoàn thành xong chương trình thạc sĩ. Anh nhận được học bổng chương trình tiến sĩ du học tại Pháp. Lúc này, bà Mai và ông Dũng đã ngoài 50-60 cả. Hai người vẫn keo sơn bền chặt bên ngôi nhà bể thế khang trang. Giờ cụ Bin đã là thạc sĩ Nguyễn Minh Nguyên con trai chủ cửa hàng đồ điện nước gia dụng lớn nhất khu thành phố, đó là ông Nguyễn Minh Dũng. Ông bà tự hào vì hai người con học giỏi hiếu đạo. Ngày chia tay lên đường sang Pháp du học, cả nhà biện dịn lắm, loang cái đã 10 năm trôi qua, cô Bin giờ đã thành tài, trở thành một tiến sĩ giỏi, là một kỹ sư trẻ, lại phát triển khu công nghiệp tại Bình Dương. Hôm nay anh trở về thăm bố mẹ. Hôm nay cả nhà quây quần bên mâm cơm tụ họp, Nguyên cũng đưa người yêu về ra mắt, anh con trai cứ cống hiến sự nghiệp, lấy vợ muộn quá. Lúc này, ông Dũng đang bị hen xuyễn bao năm làm thợ sửa chữa, công việc động hại bụi bặm vất vả, nuôi hành em trưởng thành. Đến khi lớn, Nguyên biết được sự thật, anh không hề có cùng huyết thống với bố Dũng, tìm anh đã nhói lên một nỗi đau, anh thương bố vô cùng. Bao nhiêu năm qua, ông mang trong mình một vết nhơ để mơ ước được đứng dưới lá cờ đảng của ông cũng không thành. Càng thương, anh càng tự hào về bố mình hơn. Lâu nay, bố vẫn xứng đáng là một tượng đài trong lòng anh và trong lòng nhiều người. Tìm hiểu về bệnh tình của bố, sau vài lần đưa ông đi Hà Nội nhờ giáo sư chuyên khoa khám và kiểm tra, Nguyên đăng ký đặt stent mạch vành cho ông xong, rồi anh trở lại Bình Dương. Trước khi đi, ông Dũng có bảo anh đến thăm ông ấy tức là ông Vũ, vì hiện đã 85 tuổi rồi, sức khỏe suy yếu, cũng đến ngưỡng gần đất xa trời. Anh cúi đầu, vẻ mặt trầm thư khẽ nói. Giả như, ông ấy dám đứng ra sửa sai, giúp bố Minh Oan thì tốt biết mấy, đằng này lại đi bôi đen lý lịch của người khác, rồi đổi nét mặt bằng một giọng hồ hởi, Nguyên nói tiếp. Từ nhỏ, bố mẹ đã dạy con, làm con thì phải hiếu, làm người phải có nghĩa nhân Nhất là phải biết sống với người khác Giống như bố Dũng vậy Mà con thì lại rất biết nghe lời mẹ Con đi đây Bố giữ gìn sức khỏe ạ à? Lần sau Con sẽ đưa các cháu ra chào ông nội Người yêu con Cô ấy có thai rồi ạ à? Thời nay chúng con may mắn hơn thời bố mẹ Chúng con không quá nặng nề Tội hủ hóa đâu ạ à? Miệng giao chúng con yêu nhau Hai bên gia đình chấp nhận chủ yếu là hai người yêu nhau thôi. Con trai của bố, Trung Thủy giống bố đấy. Anh vọng hai tay, ôm ông thật chặt và nói nhỏ bên tay ông. Bố con là Nguyễn Minh Dũng, là người bố duy nhất của Nguyễn Minh Nguyên con. Ông Dũng gật đầu mỉm cười, vẫy tay tiễn hai đứa trẻ lên đường lập nghiệp, mang theo tình yêu, niềm trân trọng với người bố mà anh luôn tôn kính cửa sổ ngôi nhà đối diện hôm nay bỗng mở toang bên trong có một người đàn ông già nua đứng nhìn sang nhà ông dũng không biết có phải gia quan thứ sáu không mà khi chứng kiến cảnh chia tay biện dịn của ông dũng và chàng trai lạ ông ta thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt lại ông lặng lẽ thở dài buồn bã quay vào trong đưa cặp mắt mờ đục nhìn khắp một lượt nổi bật trên bức tường nham nhỏ là mấy tấm bằng khen giày khen và vài cái khung ảnh cũ kỹ ố vàng. Nhìn mấy tấm hình mình ngày còn đương chức, ông trọt thấy đau nhói nơi vùng ngực. Các bạn thân mến, khép lại câu chuyện có lẽ ta nên bàn về tình yêu, bàn về sự hiếu đạo, bàn về cách làm người, con người sống nhất thiết phải có nhân nghĩa. Và đến cuối cùng, tình yêu chính là thứ cảm hóa con người chúng ta. Tiền tài, danh vọng, địa vị hay vật chất sẽ chẳng bao giờ theo ta đến suốt cuộc đời. Mà chỉ đến khi cuối đời, người bên cạnh ta vẫn là người ta luôn yêu thương lo lắng. Đó mới thực sự là một hạnh phúc viên mãn các bạn ạ. Và các bạn thân mến, câu chuyện đã khép lại tại đây rồi. Một câu chuyện ngắn rất nhiều những bài học và chăn trở và nếu thấy câu chuyện này hay các bạn có thể để lại những bình luận và những chia sẻ cùng với quỳnh hương để chúng ta có thể tương tác với nhau và suy nghĩ của các bạn về những tình yêu của thời kỳ thập niên cũ của nước ta xin cảm ơn xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện cùng thư giãn cùng với quỳnh hương